có từng vùng đón xuân trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Trời ơi em ơi, người yêu anh mà. Trời, hẹn hò lén lút mà em cứ sau sau lưng anh hết hồn. Ôi xin lỗi, xin lỗi Vượng. Gì vậy? Hả? Gì? Lần này đẹp trai dữ hả? Dễ thương quá. Anh em trời ơi, nhớ quá quẹo. Ê hả? Tán vô lòng não mày nha. Làm gì núp núp trong bụi rơm chui ra cười vậy? Em biết rồi, hai anh chị lén lúc hẹn hò giấu bà Bảy phải không? Nè nè, đó đi chơi mặc áo đôi nè. Quẹo. Gì vậy? Quẹo đi về, mệt rồi về nhà nghỉ. Đúng rồi em ơi, mệt rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Em đang làm công chuyện. Thì đi làm công chuyện đi. Bán vé số nè. Thì đi bán vé số đi. Mua không? Không. Đi Phượng mua. Không. Cài cài vô. Không. Giờ không mua phải không? Ừ. Ok em về em bán cho má chị Phượng sẵn nói luôn. Ê, quẹo vô anh mua đi. Quẹo lựa cho nó đi 5 tờ luôn đi. Ừ đè còn 5 tờ hả? Nhanh lên mua. Hiểu được không? Hiểu hả? Ừ ok luôn, để về lấy tiền má chị Phượng luôn. Trời ơi chứ còn đầu năm đầu tháng mua người ta thiếu. Trời ơi mày nấu lỡ nấu cho má Phượng biết là chết tao sao? Thì vậy trả tiền đi anh. Ê còn có 50.000 chút đi ra uống cà phê với em hả? À. Thôi kệ khỏi cà phê luôn. Trời ơi chứ không trả về má là má giết chết luôn đó. Giọng nhân giọng. Ok vậy đấy, giọng thẳng vậy đi tốt nhất mà. Rồi đi đi anh. Đi giùm mày. Rồi ok. Nhanh. Vui vẻ nha. Ừ. Thằng này. Gì cái vậy? Gì nữa vậy? À, ông đi lộn được, ông đây bách cửa rồi, cửa này ra được. Vô nhà kìa. Thiệt quá. Thằng này bị thiếu iốt thì sao á? Thôi kệ đi anh, tranh thủ thời gian. Khoan, xin em 5 giây, anh quay qua anh tán vô lòng não hồi nãy cái. Nó đi anh. Quá kỳ rồi, mày. Má em. Tự nhiên mẹ ra đây chi hả? Tôi không ra đây thì đâu thấy được cái cảnh tượng này. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, thấy hai đứa nhỏ ôm nhau. Mẹ ơi xin chớ hiểu lầm, tụi con đâu có ứ ử gì đâu. Tôi đây không có bị mù, thằng quẹo về nói tôi nghe hết rồi. Mẹ ơi không có liên quan, nghe thì nghe chứ liên quan gì mù. Tôi nói tôi đây không có bị mù, thằng quẹo gì nói tôi nghe hết rồi. Mẹ ơi không có liên quan, nghe thì nghe chứ liên quan gì mù. Tôi nói tao đây không có bị mù, thằng quẹo giờ nói mẹ nghe hết rồi. Chuyện sao nói không liên quan thì nghe chứ liên quan gì mù. Trời ơi mệt lắm rồi nha, tự nhiên đâu kéo đến làm thơ quá trời. Ê chưa nói mẹ nha, mẹ con tao chửi liên quan gì mày. Anh ơi đừng để mẹ rầy một cái là bắn nhầy từng ta. Ai biểu mẹ cứ kêu la một chút là hết la được à. Trời ơi chị cà làng hoàng tao xúc ra thích thấy bà nha con. Thôi trời ơi ồn quá trời ồn, tự nhiên cãi lộn à, mệt. Còn không hết rồi.
Hay không? Mày tự hào không? Mày tự hào không? Tôi lên gối bây giờ mày tự hào không? Dạ. Trời ơi, gia đình người ta là gia đình có ăn học, mày thấy không? Trời ơi, hoặc ra là văn với thơ không? Người ta mừng thơ hay quá, xuất sắc rồi. Mày ở đâu mày nhào vô mày mừng? Biết thì mừng, không biết thì thôi. Thì vậy con biết đó, nhưng mà tại con học ít quá. Còn đây mọi người học nhiều, mọi người làm hay. Bây giờ không có nói năng vậy, nó đi đâu đây? Bây giờ con ra bến đò, ghé nhà bà Tám lấy giấy dò về coi. Vé dò thì lấy vé dò, đứng đây nhiều chuyện, ta nói chút xíu má mày vô la mày chết luôn quẹo à. Thôi. Thôi mấy đứa quỷ này thôi không có coi được. Thôi thôi không coi. Thôi. Ủa sao tự nhiên bà cười ạ? À? Tôi cười cho đỡ nhục. Vẫn còn nhục. Tính cười tới sáng luôn hay gì? Rồi thằng này lấy giấy dò đi, lấy giấy dò đi, đứng đây hoài vậy? Thì con đi, nhưng mà con nói nghe nè. Vậy? Dù chuyện gia đình mình gói ghém lại ba người biết thôi. Ừ. Đứng thì mình cãi thùm cái bà con ta nghe, ta đánh giá gia đình mình. Cảm ơn nha. Ừ. Nghe nhỏ nói chuyện biết điều chưa? Trời ơi, bà Bảy, bà hẹn cái trai bị Phượng phát hiện, bây giờ dàn xếp ở đây nè trời. Phượng cái thằng này. Để tao hẹn với trai hồi nào. Bảy thấy chưa? Bảy thấy chưa? Thấy miệng đòi thế gian chưa? Xuất qua bên đây coi. Tao nói xuất qua bên đây. Tao nói một đứa xuất qua bên đây. Em đi kìa. Đi, em đi. Thôi đi. Ủa, hai đứa mày bị song sinh hả? Hai đứa mẹ mày đẻ ra cùng lúc hả? Tao đi kêu một đứa mà sao hai đứa đi cùng giới tính hay vậy? Hả? Phượng à, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả Phượng? Có yêu đương với ai, có tìm hiểu với ai cũng mừng ơn mà quốc nhớ cho mẹ bốn chữ vàng: môn đăng hộ đối nha con. Bác, sao chữ? Môn đăng hộ đối nha con. Nhưng nói chung là không có cưới hỏi gì hết. Tôi nói cho cậu biết đây nè, gia đình tôi là gia đình hả, coi như là giàu có tiền, có bà, có cửa, mà cậu không có môn đăng hộ đối, cậu nghèo quá, không có xứng đáng với con gái tôi. Bây giờ nói chung là tôi quyết định rồi, anh, mình chia tay đi. Ok. Hai đứa mày, tao chưa nói gì luôn á. Chia tay rồi. Chia tay đúng không? Chia tay. Tao thấy cái mặt hai đứa mày là tao không tin được. Làm sao nó tiếng chia tay nó dễ dàng như vậy? Bây giờ thề đi. Thề đi nghe, tao nói hai đứa đứng giữa trời đất. Thề mà coi như là có yêu nhau nữa là coi như trời đánh tụi bay chết. Thôi, ác độc rồi trời. Thề độc như vậy nó mới lên. Bây giờ thề đi, không thề là coi như là tao không. Bây giờ thề không? Thôi mà mẹ. Không thề phải không? Không thề. Được rồi, tao đâm đầu tao tự tử cho tụi bay vừa lòng. Bác, được. Tao thề phải không? Mày thề phải không? Không thề bác. Đập đầu bù đơm không chết đâu. Đã đập tụi đem chết rồi bác. Đi theo con. Đi, ra đây. Rồi. Trời đất ơi, cái gì anh muốn giết mẹ em hả? Thôi, bác, không có nói cái gì nữa hết. Bây giờ con mà không thề là má tự tử cho mày vừa lòng thề không ơi. Mày thề hay, giỏi, gái xuất sắc. Gọn thôi vậy. Mà, nhưng mà trước khi chia tay á, cho con quyến luyến bệnh định anh gái được không mẹ? Tao nói thiệt luôn á, nhanh gọn đi, tao không có thời gian đâu, gọn thôi. Em... Trời ơi, thấy chưa, tao nói rồi, cái lời thề nó ứng nghiệm dữ lắm. Bây giờ trời ông ngá rồi kìa, không có bệnh rịnh vậy, đi về liền, về liền. Về má gã chồng già. Bà Bảy ơi, chết rồi, nguy hiểm lắm bà. Bây giờ bà phải bình tĩnh nha, bà rất bình tĩnh nha. Bây giờ bà qua bà nói với chị Phượng. Ừ. Bồ của chị trúng 5 tờ vé số độc đắc rồi. Chết tao. Ủa, bà Bảy. Mẹ, rồi, em biết rồi. Rồi, hiểu rồi. Chị né ra để em giải quyết, có em gây ra mà. Rồi. Ôi giời, đau. Con. Chơi kỹ vậy. Không phải. Hẹn có sao không mẹ? Quên. Chơi tránh bình. Hai đứa nói chuyện đi con. Hai đứa nói chuyện đi. Hai đứa tao họp lớp cái. Ok. Họp lớp. Sao vậy? Cái gì? Nói cái gì? Trời ơi. 5 tờ vé số độc đắc. Ừ. 10 tỷ đó. Bây giờ điềm tĩnh đi. Bảy sẽ tìm cách. Mày sắp xếp cho con đổi đời. Dạ. Kể từ giờ phút này đừng nói gì hết trơn, im lặng cho ấy để bà giải quyết nha. Dạ, giúp con nè bạn. Ok. Con rể của má. Con rể của má ơi, con rất là đẹp trai. Con kể từ giờ phút này đằng sau lưng con như một ánh hào quang.
con sáng chân, con sáng lóa trong mắt má. Mày làm gì mà chết bớt coi. Tao đang khen nó mà nhào vô rồi. Kể từ giờ cũng là con xuất sắc. Trời ơi đẹp trai quá. Má thần tượng con, không có nói gì nữa. Con để con má cho má hùng cái. Cho má hùng cái. Ủa bác cái ơi, bác ơi. Hồi nãy dạ? Bác chê con nghèo, bác la con mà sao giờ tuyến bác làm con xấu vậy? Quỷ, không hiểu gì hết trơn. Trời, để thử. Lần này quyết định rồi. Cưới liền. Ủa, vậy là lại bác thử hả? Bác thử, bác giận bây giờ là cho cưới liền, quyết định đám cưới. Cưới đi con. Khoan, không được. Hồi nãy là Phượng lỡ thề rồi. Bây giờ hai đứa con cưới nhau cả đời không đụng nhau, đụng nhau trời đánh chết sao? Trời ơi, mấy đứa này nó dở. Tao nói cái lời thề nó vậy thôi chứ không có nhầm gì đâu. Có gì tao nói bất quá, coi như là má lãnh hết cho. Tao gánh cho gì đâu. Bây giờ vậy là đừng cưới nhau rồi, nãy giờ là mất hồn mà. Ủa gì quẹo? Gì quẹo? Xui đó. Thì chắc có vụ gì bà đạp trúng gì xui đó. Trời ơi, em ơi, nãy là mẹ là mất hồn mà em ơi. Ê. Ủa, gì quẹo? Ủa, gì không, bà bị trời đánh rồi. Ủa, trời. Gì sao vậy? Đây, đây, chờ chút, cho mượn cái. Trời ơi, kìa, đánh bà bảy rớt cái não rồi kìa. Mẹ ơi. Trời ơi, đánh bà bảy. Ủa, cái đó tóc giả của bà. Tôi, cái này, biết rồi. Bây giờ lấy độc trị độc. Bây giờ vậy nè, hai chị ôm lại, ôm liên tục giùm em, giống như mình kích điện tâm đồ cho bà tỉnh lại. Đúng rồi anh em. Sao rồi quẹo rồi chị khỏi la hiểu rồi, biết định la gì rồi, má chị em biết rồi. Rồi để em dạ ca bà bảy ơi, vậy lấy 10 tỷ. Ủa gì? 10 tỷ gì hay vậy? Ủa gì, cái gì 10 tỷ hay vậy? Sao tự nhiên xỉu rồi, ngớt não ra luôn vậy bà hai? Mệt quá, bị trời hành nãy không hết quá. Đưa rồi. Đưa giùm má cái não đi. Cái não của tao. Hai đứa không có cưới hỏi gì nữa hết giùm má. Chia tay giùm má đi. Tao mệt quá rồi. Không phải bà, bây giờ không cho cưới rồi sao, dụng 10 tỷ làm sao? Trời ơi, 10 tỷ ai mà không ham. Mà bây giờ mỗi lần ôm nhau trời quánh tao chết lấy ai xài. Cái thằng này bảy rất là mệt, chia tay đi. Có nghĩ ra bây giờ thề lại được không? Hồi nãy bà thề là bây giờ ôm nhau là bị trời đánh đúng không? Bây giờ bà thề ngược lại được hả? Được cưới thề, coi như thề lại được đúng không? Phải thề bà ơi. Được, đây nè. Tôi nghe, tôi thề nghe, hồi nãy tôi có thề vậy, bây giờ cho tôi sửa đi, cho hai đứa nhỏ nó yêu nhau nó cưới nhau, tụi nó mà không cưới nhau trời đánh tôi chết. Ủa? Được không? Coi như là vậy là xong ha, mình xong đi rồi. Khoan, cho thử cái thử hả? Thử ê, tránh ra bẫy ra, nó chết rồi. Không, nó là gì bây giờ? Từ nha. Được rồi. Coi như bây giờ cưới đi, chứ bây giờ má cho đám cưới. Trời quá vui rồi, bây giờ đi thử đồ cưới. Đi thử đồ cưới, tính sao thì mình đi đổi cái đi con. Đổi gì? Bày sao đó, nè. Dạ. Bây giờ mình đi đổi trước đi con, đi đổi 5 tờ giấy số 10 tỷ nãy nói. 5 tờ giấy số gì? Bây giờ thằng Thành nó trúng 5 tờ giấy số 10 tỷ á, đi đổi. Trúng nào? Đó. Dạ. Thôi, bình thường á con bán vé số cho người ta chưa bao giờ mà có cái cảm giác là báo tin trúng hết đó. Tập thôi, tập ví dụ như vậy, cái báo cho người ta tin á. Bà tin không? Vui không? Anh chị, nãy giờ câu chuyện xảy ra từ nãy giờ anh chị vui không? Vui. Thôi nè mấy đứa, má nói nghe, nếu mà gia đình coi như đứa nào cũng vui hết vậy rồi. Quỷ đám cưới giùm tao đi. Ủa sao vậy? Mày quỷ đám cưới hết giùm tao đi. Chứ nghĩ sao trời đất ơi, bây giờ tụi bay không có ai mà bắt tao cưới cái gì. Bây giờ chia tay, bây giờ hồi nãy muốn kêu cưới, giờ còn giờ hết muốn cưới rồi thì cho chia tay. Trời, mà không cho cưới bị mà còn lời thề hồi nãy sao? Chia tay là... Trời ơi, cái lời thề nó nhầm gì đâu. Quýnh tao chịu, chia tay đi. Trời ơi, linh lắm bà bảy ơi. Ê, không có giỡn nha. Bà tin đâu bà bảy ơi. Ê, bây giờ coi như là... Cho cưới đi, chết bây giờ. Cho cưới rồi bảy. Thôi. Thì cho cưới. Pháo nổ cùng đám trời. Trời ơi, xin rồi, sẽ tên bảy
lấy trước cái đảo nữa. Thôi, đây là mình được cưới. Chờ gió trời sang đất phúc, chào đón muôn nhà. Mong cho sang năm được bình an. Ngoài mô cỏ đã lên xanh, đã tròn ba năm tang chế, lạy bà con đi lấy chồng, lạy bà con đi lấy chồng. Ba ơi, ba về ba phù hộ cho con sớm lấy được chồng nha ba. Nhà có hai má con à, mà nhỏ con gái con nó cứ cấm cản con hoài. Đồng ý rồi nha. Ngoại không đồng ý. Ngoại không đồng ý đâu má. Sao con biết là ngoại không đồng ý? Má nhìn mặt ngoại kìa. Mà má ơi, trời mưa bong bóng phập phồng, má đi lấy chồng rồi con ở với ai? Trời, ủa nhưng mà mốt rồi con đi lấy chồng rồi con bỏ má ru rú trong nhà vậy sao? Con cũng đâu có tính chuyện đi lấy chồng gì đâu. Với lại má đi lấy chồng má bỏ con, rồi má đi lấy chồng rồi má ngoại cho ai? Ở ké bàn thờ người ta. Cái gì? Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại nghe má con nói không ngoại? Lúc đó ngoại đâu có cơ ngơi riêng biệt như vậy, đâu có private như vậy. Mà lúc đó ngoại phải share, phải ở ghép, ở cụm, ở khóm với người ta. Trời ơi. Ê ê ê ê ê, nói nghe, nói nghe. Thét thét cái giọng mày y chang ông ngoại mày vậy. Là sao? Nãy đó mày đứng này mày nói nè. Trời ơi. Y chang ông ngoại mày luôn. Con có nói gì đâu. Ủa bây giờ tao không nói mày không nói, chẳng lẽ ông ngoại mày nói? Sợ nha má nha. Không có, không có đâu. Mới mùng 2 Tết sợ nha má nha má nha. Không phải đâu. Dừng sao má, dừng sao? Vô xá ba xá. Ngoại ơi ngoại, ngoại đừng giận má con nha ngoại. Đó là dấu hiệu mà ngoại không muốn má đi lấy chồng đó, má hiểu chưa? Trời đất ơi, bây giờ nè má cứ đi lấy chồng, ông ngoại làm gì được má hả? Đó. Má, không giỡn nha. Má bị gì đó? Thất ngang. Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại, ngoại ơi, má con không dám nữa, má không đi lấy chồng, má không đi lấy chồng, má không đi lấy chồng nữa ngoại ơi. Trời đất ơi, nó nhẹ liền vậy trời. Chưa, con nói rồi ngoại không có đồng ý đâu. Ba, sao ba không đồng ý gì ba? Cho con đi lấy chồng đi. Bây giờ ba có cản con cũng đi lấy chồng. Nó rất ngàn, nó rất ngàn. Không, cho má vậy luôn đi, cho má khỏi đi lấy chồng. Giỡn với mày xíu không được nè. Bé, nhà có má với bé hả? À. Bé không thương má hả? Bé thương má. Thế thiệt đó, cho má lấy chồng đi. Năn nỉ á. Trời ơi. Mà má đừng đi lấy chồng, má biết không? Con biết á, là má trưởng thành rồi, nhưng cái sự trưởng thành của má nó chưa có tới. Lỡ má đi lấy chồng hả, má về bên nhà người ta rồi hả, má vụng về lúc đó không sao. Rồi con lo hơn nữa, lỡ má hả, biết là cái bác đó có thương má thiệt lòng không? Nếu mà không thương má thiệt lòng rồi sao, tự nhiên lấy má dở dang lần nữa, đúng không? Rồi má ném ông ngoại đi. Ê, tao mệt nha, tao mệt thiệt á, tao mệt thiệt. Nhìn mặt má, thấu hiểu cho má đi. Cho má lấy chồng đi. Má chắc chưa? Tốt lắm. Nhắn tin chúc ngủ ngon hàng đêm. Trời, nhắn tin chúc ngủ ngon là tốt hả? Không những tốt tính mà cái mặt còn tốt nữa. Mũi to, mắt to, miệng to. Nhưng con không thích. Kỳ ghê. Con không thích má đi lấy chồng. Đi mà. Không. Chút nữa có quà đặc biệt cho con đó. Ốc ơi. Trời ơi, ngay cả cái giọng cũng to nữa con. Con đứng đây con tiếp đi nha, má nó cỡ má không dám gặp đâu. Sao tự nhiên con tiếp? Ủa má. Thôi tiếp đi. Ốc sao? Ơi, mở má. Cửa cho anh nào. Ôi là vui là vui, chúng mình vui quá. Ôi là vui, chúng mình quá vui. Vui không con? Vui chỗ nào? Không vui luôn. Nhỏ này khó vậy ta? Hay là mình làm không vui? Làm lần nữa nha con. Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa. C.
Ôi là cọc chúng mình cọc quá. Ôi là căng chúng mình căng ghê. Ôi mùng hai mà một cái mặt căng, một cái mặt cọc ráp lại hỏi sao vui. Con ơi, cái mặt nào mà sáng sáng ra tiếp chú không con? Dạ, bác là bạn má con. Đúng rồi, bạn trai mới đáp sân bay về. À dạ dạ. Ẻm đâu rồi con? À dạ, má con nghe bác tới, má con ngại quá, má con trốn rồi. Trời ơi, con bé này sao mà nó ngại hoài vậy trời. Sáng ghê. Honey. Honey, em ơi. Đã không còn người yêu ơi. Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biết đêm. Bác với má làm gì vậy? Gym hả? Workout hay cardio? Sao mỗi lần gặp bà này là cha 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 là thẹt lửa liền. Em Honey. Trời ơi, nói phải khen nhìn xa xa em như con cá la hán á. Cái đầu nó bự dữ vậy. Honey. Má. Nhà trai tới rồi, rước má đi đó. Gì má? Thôi xuống đi tự nhiên làm. Ủa làm mình có giá lên chứ chưa gì đó vậy rồi. Phải có giá phải không? Yên tâm, má sẽ nâng giá má lên. Yên tâm, má có giá lắm. Có tuổi rồi. Có tuổi rồi. Em tặng em bông mai nè. Trời ơi, bông mai heo đẹp quá. Mai là cưới nha. Ủa cưới người ta đi tay không vậy hả? Không có quà gì hay sao? Đương nhiên chứ. Ngày hôm nay nhà trai tới phải có quà cho bé của anh chứ. Quà nhắm mắt vậy? Lại đi. Quà nè. Có bánh mì hơi hả? Hơi. Ốc quế sầu riêng. Ốc quế sầu riêng hơi. Ốc quế sầu riêng. Thúc liền. Thúc liền. Người ta hứa ăn ốc quế mà cũng không biết. Biết chứ. Nhưng mà chán ghê em ơi. Từ sân bay tới đây kiếm cái quán ốc quế rồi nọ không có. Không có luôn hả? Nhưng mà hên nha. Hên lắm. Anh đang chạy xe ngã tư Phú Nhuận. Ồ. Anh nghe cái đùng. Em ơi. Trời ơi, coi cái bà cái lăn. Ốc văng đây. Em ơi. Anh lại anh gom. Đây, một bọc dành cho em nè. Ồ, đây. Ú. Ốc bu. Ốc bu, trời ơi, bà té xe một cái mà không ai phụ bà hết trơn á. Anh lợi anh gom, cái anh mua hết giùm cho bà luôn. Thôi vô luộc đi, bỏ thịt vô, nhồi xả vô, lát nữa mình ăn. Trời ơi, ốc bu hương tình yêu. Tanh quá, vô rửa cho má. Ốc mất xịt. Con gái vô rồi đó. Gái vô à? Đứng xa xa đi người ta nói. Trời ơi. Ủa tính làm gì tôi đi hả? Ôi. Đứng xa xa nha. Ôi. Ủa ta lại bằng thật, lại theo. Trời quá trời. Anh ơi, củ quyền nha em, anh ơi, củ quyền nha em. Hả? Bác à. Gì cả? Bác với má cũng đã gặp nhau rồi. À. Chào hỏi rồi. À. Giao lưu rồi. À. Chạy tới chạy lui rồi. À. Vậy thì bây giờ tới lượt con. À, con hả? Dạ. Con làm con có một số câu hỏi muốn hỏi bác và má. Mời bác và má ngồi. Mình đứng ngay ngắn lại con mình hỏi. Ừ, nó đâu dám ngồi đâu. Con muốn hỏi là hai đứa bay quen nhau lâu chưa? Ê, không hổn vậy nha. Tuy là bác thương má con thiệt, nhưng mà tính cái độ tuổi là con thua bác hai mấy tuổi. Không thể nào mà kêu hai đứa bay vậy bà. Giải lại con cho tôi. Biết rồi, bình tĩnh, đừng có nóng mà. Không thể nào mà hổn như vậy được. Nóng quá à. Thương em không? Thương. Thương thì bình tĩnh để em dạy con. Giải là phải dạy. Con em tính em biết mà. Nhỏ nhẹ với nó thôi. Mày sao? Ôi, cái gì vậy? Thôi bà. Hả? Ôi, lưỡi vậy? Thôi bà. Trời ơi. Thôi. Anh ơi. Thôi. Thôi mà bà. Anh ơi. Thôi mà bà ơi. Anh à. Thôi mà. Bình tĩnh. Thôi. Thương em không? Thương. Sao làm đau quá vậy? Tóc lên lông mì luôn à. Không sao. Cá là hán. Luôn nè. Cá là hán của anh không sao nha. Con không có được nói như vậy.
Con nói vậy là con sai đó. Con có chưa nói gì luôn á. Ở nhà có ba người, bác không nói, má không nói, con không nói thì ai nói? Tao nói. Anh ơi. Cái gì? Bình tĩnh lại. Em bình tĩnh lại. Ơi. Em bình tĩnh chưa? Em bình tĩnh chưa? Em bình tĩnh lại. Anh ơi, thương em không? Thương. Chứ bây giờ con em nó hổn quá thì sao? Đứng đây để em nói chuyện với nó. Ủa nó đâu rồi? Ủa sao nhà em tan hoang vậy? Ủa vậy, ủa mùng 2 mà đâu hết trơn rồi? Dôi dặm nhà em hay gì? Ủa con gái? Gái, con hổn như vậy là không có được. Bây giờ con không nói, chẳng lẽ ông ngoại nói? Con không nói mà. Tao nói. Không biết anh có giống em. Thấy cái hình, cái đầu gật gật gì? Nó cứ rung rinh hoài. Hồi nãy tới đây, có tặng quà cáp gì chưa? Tặng em, mà chưa có tặng ảnh. Sai, tặng quà cho ba em đi. Nhưng mà lúc còn sinh thời, ba em thích cái gì? Thích ăn kem. Thích ăn kem, tắm. Tắm kem. Ngủ. Ngủ với kem. Ổng tên gì? Nguyễn Văn thích ăn kem. Nguyễn Văn thích ăn kem. Chết rồi. Hồi nãy trên cái đoạn đường đi kiếm hoài không có quán kem nào hết. Cũng hên, đang ngồi coi live stream, gặp nhỏ kia bán kem, có sẵn luôn rồi nè. Dạ thưa bác, con đến đây mạo muội quá. Người ta thường nói là bánh ít cho đi thì bánh quy cũng cho lại. Bác đã cho con một người con gái dễ thương, thì ngày hôm nay con cũng tặng bác một ít kem sức mặt. Vâng, kính thưa quý các bạn, kem bao thấm à, càng đánh càng thấm à, không lộ vân kem à, càng đánh càng ăn à. Vâng, kem trộn, gia đình không lộn xộn. Hay quá à, idol. Ủa, nhưng mà nè, hồi nãy anh tới đây là tới có một mình ơn anh thôi hả? Không, anh đi là phải đi có bạn có đôi chứ. Đi với ai? Anh đi với con anh. Ồ, có con luôn. Có con. À, không nói để kêu con vô. Vô đi con ơi. Vô đi con ơi. Dạ. Wow. Đợi bác. Gọi em. Thôi mày nín đi mày ơi. Mày ai mày trò trộn đây vậy? Ba, con nè. Ủa? Đầu xuân năm mới gọi là chào đến tất cả đại gia đình của mình ngày hôm nay. Chúc mọi người tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn hiệu khao, về nhà được rước tiền vô ngồi trước hột xoàn vô ngồi sau. Tiền đầy túi, tình đầy tim sung sướng mà đem hạnh phúc ban ngày. Lời chúc của hai thì sao hả ba? Chào tay thật lớn nữa à. Quá trời. Ủa? Mà bác đâu, bác đâu? Thì bác đó con. Dì chào con á. Trời. Ủa sao con xịt cồn? Bác thông cảm, con phải kỹ lưỡng á. Ba con mình nó vậy kỹ lưỡng em. Đủ rồi, trời ơi. Ôi, sao kỳ vậy? Trời ơi, ba. Cái gì mà như quay em dư vậy? Hả? Má sao không? Cái gì mà xịt cồn mà như là xịt tuyết rơi mùa hè vậy con? Con xin lỗi, con kỹ lưỡng thôi. Em ơi, có sao không cưng? Dạ, mình vô mình nói chuyện đi. Dạ, con ơi, con mời bác. Dạ. Ba con nói là hôm qua gặp bác con vui quá. Con ở trong đây cũng người nhà không mà có làm sao mà con bịt khẩu trang hoài. Con mở khẩu trang ra cho bác thấy mặt con. À, hiểu không? Dạ. Con chào bác. Thôi, cái gì mà thục tấu thục lui thế ghê vậy? Không hiểu luôn á. Ủa là sao vậy? Sao? Ủa là hai đứa quen nhau hả? Quen. Hai đứa biết nhau hả? Biết. Hai đứa là gì của nhau? Người yêu cũ. Người yêu cũ, có người yêu mới. Bước qua tôi, sao tim bồi hồi. Người yêu cũ, có người yêu mới. Hôm nay anh hẹn mình đi chơi nè. Ôi, thật là nôn nóng quá đi. Không biết khi nào ảnh mới tới nữa. À... Quê. Anh Thiên. Anh đây nè. Anh Thiên ơi. Em đợi anh lâu quá à. Lâu quá mới gặp em. Ủa mình mới gặp nhau hôm qua mà. 24 tiếng dài như một thế kỷ vậy đó. Anh ơi. Ừ? Bây giờ mình đi ăn ha. Đi ăn đi em. Ăn kem nha. Ăn kem mình mới ăn hôm qua mà. À vậy thôi giờ mình đi ăn lẩu đi. Đi ăn lẩu được đây. Lẩu kem. Lẩu. Em ơi. Dạ. Lẩu kem mới ăn hôm kia xong. À vậy thì mình đi ăn kem ly. Kem. Em. Dạ. Kem ly mới ăn tuần rồi. Vậy mình ăn kem ký. Kem ký mới ăn tháng rồi. Vậy mình ăn kem chuối. Kem chuối ngày nào cũng ăn. Ủa sao căng ngang vậy?
Tại sao em cứ ăn kem hoài vậy? Em thích ăn kem. Em biết nỗi khổ của tôi không? Những người làm răng sứ mỗi lần đút cái kem vô trong miệng được. Nó búa lên tới tận óc em. Tại sao? Nhưng tại sao? Tại sao cuộc đời em cứ đòi ăn kem, ăn kem, ăn kem hoài vậy? Cái gì cái, bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Đúng rồi. Cuối cùng thì cũng gặp lại nhau. Thì hay ra là ba anh à. Quá ra là má em. Mời anh. Mời em. Ê chết rồi bà, tụi nó có thù với nhau rồi. Má tôi sợ. Vậy cái chuyện của mình thì sao đây bà? Ba. Chết chết tụi nó kêu. Má. Dạ. Gì ủa, con? Cái gì ngày, con? Ngày hôm nay tới đây thì mình sẽ bàn tới chuyện đám cưới của ba má đúng không? Chết rồi, người ta thường nói là ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Bây giờ cái tình cảnh này là con đặt đâu thì tôi với bà phải ngồi đó đúng không bà? Con không đồng ý. Con cũng không đồng ý. Nhưng mà trước khi bước vào câu chuyện đồng ý hay không á, thì con muốn hỏi ba má, hai người quen biết nhau như thế nào? Chuyện là như vậy. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Là sao? Là sao? Có nghĩa là đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Chưa là, hiểu chưa. Đi cảnh chung. Đi cảnh. Thì cái đợt mà con bút tour du lịch cho má đi chơi với người già đó. Đó. Trong tour đó có ổng đi chung máy bay nè, rồi đáp xuống, rồi cái làm quen đi tham quan cảnh này cảnh kia trong khu du lịch. Trời ơi, cảnh bông hoa rồi bướm bay rồi lấm la. Thương lắm thiệt. Bây giờ con nói như vậy. Nếu mà hai người muốn tới với nhau thì chúng ta phải vượt qua rất là nhiều thử thách. Ủa gì? Và thử thách đầu tiên thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Ủa chơi trò chơi hả? Game show vậy. Ủa là sao vậy? Tới nay rồi vui vẻ thôi mà. Yêu cầu cả hai có khoảng cách với nhau đi ạ. Không được. Và bây giờ ai là người chơi trước ạ? Nhưng mà tôi phải có bà. Nhưng mà tôi phải có bà. Buông ra coi. Hồi nãy ôm chưa đủ hay gì? Qua đây ôm hoài vậy? Thể hiện tình yêu. Thể hiện gì kỳ cục vậy? Bỏ đi. Sao giữ ngang vậy? Ủa sao? Có thổng chết à? Giải quyết vấn đề đi. Cho nó hỏi han cái gì xong xuôi hết đi. Đừng có ôm nữa. Rồi vậy là bác trai là người thi trước. Tôi là người thi trước. Rồi chào mừng bác đến với trò chơi. Hỏi bác đáp luôn. Xin mời bác bước lên phía trước ạ. Xin mời bác bước lên và giới thiệu về bản thân mình ạ. Kiếp ve sầu ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. Xong rồi ạ. Bác sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Chúng ta sẽ có hai bộ câu hỏi. Hai bộ câu hỏi này có liên quan tới sở thích của má con. Dạ. Yeah. Và bác chỉ có 2 giây để trả lời cho mỗi câu hỏi. Sẵn sàng. Bây Thân giờ. Yêu, thúc giục tôi rồi. Câu hỏi đầu tiên sẽ là: má con thích màu gì và đi đâu? Bác con thích màu nho và thích mò. Ba. Ốc đi mò cua bác ốc. Sao không ạ? Hay quá trời ha. Yeah. Đó là đáp án chính xác. Yeah. Câu hỏi thứ hai. Vâng. Con sẽ đọc rất nhanh ạ. Ok. Câu hỏi sẽ là: má con thích chơi gì? Chơi cỏ. Chơi gì? Chơi cỏ. Là sao bá? Là chơi như vậy nè. Cỏ kìa. Cỏ nhiều quá. Cỏ nhiều quá. Cỏ thơm. Vậy đó. Là chơi với cây cỏ qua lá vậy thôi đó. Đúng rồi. Ý là má thích ra chơi ngoài đồng cỏ. Là đáp án chính xác. Yeah, đến bên nhau được rồi bạn. Chưa bác ơi. Đó là phần bác thôi. Cảm ơn bác, phần thi của bác đã xong. Và bây giờ tới lượt tiếp theo. Cố lên nha mình. Tới em kìa anh ơi. Cố lên. Nhưng mà lỡ mà em trả lời không xong thì hai đứa mình không tới được với nhau. Chúng ta có niềm tin là chúng ta sẽ tới được. Niềm tin? Nói miệng không không được. Bây giờ thề đi. Thề. Phải. Được. Tôi là kiếp ve sầu. Trọn đời này, trọn kiếp này, tôi mãi yêu em ốc, lo cho em ốc, thương em ốc, và đem hòa bình đến cho em ốc, cũng như những người thân của em ốc. Còn tôi, Nguyễn Thị Dựa Ốc, tôi cũng thề sẽ yêu anh kiếp ve sầu đến suốt cuộc đời, như yêu hòa bình thế giới. Hay lắm. Nhưng mà chưa được đâu bác. Chúng ta phải vượt qua được câu hỏi để trắc nghiệm xem là bác hiểu ba con như thế nào. Hỏi bác đi, đã sẵn sàng chưa? Như bác đã biết, ba con là một người có sức mạnh. Vậy con hỏi bác những câu hỏi về sức. Câu hỏi về sức đầu tiên. Ba con thích sức gì nhất? Sức kem. Đúng rồi. Thức
thích kem chống nắng nè, kem trộn nè, khoái lắm. Đúng rồi. Đúng một câu, chúc mừng bác. Yeah. Câu hỏi số 2. Cố lên. Cố lên, còn sắp hết rồi. Còn câu nữa. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Vậy thì sức gì ba con không thích nhất? Sức môi. Có cái môi live stream mà, sức môi sau live stream. Như vậy là bác đã trả lời xong hai câu hỏi và chính xác. Chúc mừng bác. Yeah. Được rồi, chúng tôi đã cưới nhau được rồi. Ok. Đi mình ơi. Đi đâu đông phòng, đông phòng. Dừng lại. Hả? Mời má bước qua bên đây. Ủa, nửa hoài vậy sao nó căng hoài vậy bà? Mời ba qua bên đây. Má. Bây giờ con muốn gì nữa con nói thẳng luôn đi. Tự nhiên sao má gặp người ta má làm gì má rừng rừng má sồn sồn. Chứ bây giờ má đã trải qua hết hai cuộc thi rồi con còn muốn cái gì nữa? Trước mà ông ngoại đó má để mình ăn ngoại xíu được không? Ba à, để mà làm vợ chồng với nhau thì chắc chắn là phải có những cãi vã rầy rà với nhau trong gia đình. Con nghĩ là nếu mà cãi vã nhau thì phải có sức chịu đựng nhau chứ. Bây giờ mình sẽ tới một thử thách, một bài test nữa. Mời má bước vào. Mời má. Hai người bây giờ sẽ không còn là người thân của nhau nữa mà sẽ trở thành đối thủ của nhau. Đúng vậy. Khi hai người cãi vã. Mời cả hai cùng bước vào bàn đấu. Không đấu không được. Tôi không ngờ ngày hôm nay tôi với bà lại có kết cục như thế này. Đấu đi. Đấu đi. Vì hạnh phúc chúng ta. 3, 2, 1. Thắng rồi. Kèo trên. Ủa tôi kèo vô rồi. Thắng rồi. Ba. Má. Cái gì vậy? Mình phải đấu nhau kịch liệt để mình biết được rằng là sau này khi hai người về sống chung một nhà thì lỡ có xảy ra cãi giả xích mích gì đó không có chia tay nhau. Tụi bay đang suy nghĩ cái gì vậy? Từ lúc má mày mất tới bây giờ tao lo cho mày đầy đủ không riêng? Từng miếng ăn từ giấc ngủ của mày tao đều lo lắng cho mày. Lúc nào tao cũng suy nghĩ tới mày. Mà mày chớ hề suy nghĩ tới ba của mày. Ngay cái cảm xúc bình thường của tao mà mày cũng phải đi test. Mày phải kiểm tra. Như vậy là sao hả? Má đã dành hết cả thanh xuân để nuôi con khôn lớn như vậy. Má xin con, còn cái quỹ thời gian cuối cùng cho má được không? Ngày hôm nay họp mặt đầy đủ như vậy nè, má chỉ muốn thông báo về cái chuyện của má và bác thôi. Còn chuyện tụi con có chấp nhận hay không là kệ tụi con. Má nói thẳng luôn, má có bầu. Cái gì? Má nói hết bầu tâm sự của má ra rồi đó. Thôi mà, đến nước này em còn giấu gì nữa. Em có thai. Hả? Hồi nào cha? Không, ý là em có thai con tôi đi chăm sóc tôi hay không? Bây giờ là tự mình quyết định đi. Đừng có kêu tụi nó nữa. Thai. Em thai. Thai nha. Ừ. Còn tụi con, hiểu chưa? Hiểu chưa điên? Dạ rồi. Rồi. Con xin lỗi. Con chúc cho ba má hạnh phúc. Thôi nè, bên kia người ta chịu hiểu rồi. Còn con gái của má chấp nhận nha. Nhưng mà bác hứa trước mặt ông ngoại con á, phải thương má con, lo lắng cho má con. Hứa là hứa trong này nè. Ít nhất mình cũng phải lại ba cái kia chứ. Vô đây. Thôi vô đây, vô đây. Ba ơi, ba sống khôn khắc thiên, về chứng giám cho tụi con nha. Được nên duyên vợ chồng nha ba. Dạ, ba ơi, ngày hôm nay con cũng dẫn con qua đây. Thứ nhất là để chúc Tết gia đình mình. Thứ hai là để dọn qua đây sống chung với em Ốc luôn. À, vậy là má không phải giờ bằng thờ ông ngoại đi đâu hết hả? Để yên chỗ này chứ có giờ đi đâu đâu. Nhưng mà nè, bây giờ hiểu rồi thì không có kêu bác nữa. Phải kêu sao? Sao? Ba. Trời ơi dễ thương. Nhỏ bên kia kêu ba rồi, còn thằng bên đây kêu sao cái đặng cái lòng coi. Mẹ á, mẹ chửi á. Má. Đó, vậy đi gia đình mình vui vẻ ngày Tết rồi ha. À, trời, như vậy là mùa xuân hôm nay chúng ta đã quay quần bên nhau và hạnh phúc đúng không bà? Gia đình mình bây giờ là người một nhà. Gia đình ta sẽ là ốc quế sầu riêng. Ốc quế sầu riêng.
dính, thấy chưa? Tài lanh không, tài lanh tài lẹ. Dính nữa hả? Nay để treo bẫy chuột trước cửa nhà luôn hả? Ai biểu? Ai biểu con đi đâu? Con đi đâu giờ này con mới về? Con đi đâu? Mấy mùng nay hả, con tài là tá túc nhà người khác không mà tiếng cho con vô nhà thì nói là cái chuyên trị tuổi gì đó. Đúng bữa nay mùng 6 cũng cho vô nữa. Thì mùng 6 là mùng 6 nhưng mà chưa có hợp cái ngày cái tuổi của con, làm sao con vô nhà được? Đúng không? Thôi đâu không được, con nói là tía cứ làm vậy hoài à, con mét gì sáu á, là gì sáu giận tía đáng chịu. Gì? Giận thì giận, tía đâu có sợ, tía đâu có sợ ế đâu. Giận ra thì con. Giận mà nó thì còn thương cha. Dính. Rồi dính luôn. Nè, ông Bảy, ông làm gì vậy ông Bảy? Cản đường bà chứ gì, chúng tôi bà xong chọc bà vô nhà người ta luôn hả? Bà xong nhà luôn hả? Trời đất ơi, tới tôi bà cũng kỵ thôi ông Bảy. Đúng. Tuổi của bà là tuổi gì? Tức gì? Nè, tôi nói cho ông biết. Nói. Tôi lặn lội đường xa để trở về đây. À. Vậy mà ông nỡ lòng nào ông biểu tôi lui cung. Ừ. Vậy còn tình xưa nghĩa cũ của tôi và ông đâu hở ông Bảy? Ông nhớ không ông ơi? Xuân Nga này nhất quyết tôi thề kiên cử, nhớ xuân năm nào làm ăn thua lỗ bởi không kiền, năm nay quyết tâm kiên kỵ để cho nhà được bình an. Ba ơi chớ nên phu phàng gì, vì sao chỉ yêu mình ba. Không có nói nhiều, bây giờ là không có đúng tuổi, không hợp tuổi tôi mới cho vô. Nay ngày ngọ tôi giàu sao vô được? Sao không có về được? Người yêu của con thành phố xuống nè, tới đây để thăm con rồi chúc Tết rồi mà cứ vậy hoài không cho vô là kỳ lắm. Sao năn nỉ gì con? Everybody. Ê con, mày ăn uống sao mày hứa mày bo cho anh ta rồi biển bo giờ ta xuống biển bo đi kìa. Ai? Dạ con đây. Đi đâu nãy giờ vậy trời? Qua tiếp. Dạ, con chào bác. Chào con. Ai vậy? Dạ, bạn gái con. Bạn gái của con là người mà nết na dịu dàng lắm. Tiếng nói lúc nào cũng mà thánh thoát hết trơn đó. Vậy hả? Dạ, con chào bác. Trời ơi, nó nói đâu miệt dưới không vậy con? Trời, làm gì mấy cái giọng em mà sao nó khàn dữ vậy? Nãy rồi trả giá với bà kia chửi lộn quá thằng tiếng. Nói chuyện liên quan lại. Dạ, con chào bác. Phải vậy. Dạ, con là bạn gái của anh Phúc, ở mới trên thành phố xuống á bác. Con nãy con đi đường con thấy bánh bía ngon lắm con mua. Bác ơi cho con vô nhà đi. Bài. Không được tự tiện không vô nhà vậy đâu con. Bác coi tuổi tác đâu có hợp hay không, con tuổi gì? Dạ, tuổi con vừa tròn đôi mới 18. 18, 20, cái này hợp là vô. Dạ không, con 25. 25 vậy không hợp đi ra. Con 25 tuổi, vậy mà con tuổi gì? Dạ con tuổi trẻ. Ê, nhỏ bạn gái mày như nó không bình thường này đúng không? Đâu có, đừng trả lời đàng hoàng. Ý của con là con trẻ hơn tuổi Dậu một tuổi. Vậy là nó tuổi Tuất. Dạ. Mà nếu là tuổi Tuất là nó không kỹ với ông rồi. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nó vô được. Vô được. Đúng rồi. Hôm nay ngày ngọ, có tuổi Tuất đâu có kỹ. Đúng rồi. Vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không được, đi ra. Ủa, đâu có kỹ không tiếp. Nó qua giờ ngọ rồi. Giờ nó lố giờ mùi hết 5 giây rồi, không được rồi. Nè, tôi nói cho ông biết rồi chưa? Sao? Ông á. Tôi sao? Ông vừa phải thôi. Nè, nói đàng hoàng à. Trời vừa phải gì? Trời ơi, kỵ kiên tới từng tuổi này rồi ha. Già ha, rồi cô độc ha, rồi ế ha. Kể ông tôi. Già hay ông ế là kệ ông đi. Làm ảnh hưởng tới tôi ha. Bây giờ là tôi bị mang tiếng nè. Tôi mang tiếng là tôi đến với ông là có một cái mối quan hệ bất chính. Có một cái mối quan hệ ngoài luồng. Có một cái mối quan hệ không tên không tuổi. Trời ơi. Gì là gì là gì của người tình trong mộng. Bây giờ đã kiên kỵ quá rồi. Mình đứng đây làm cái gì? Đi về nhà sáo ăn Tết xả láng. Bỏ cả đi ha. Dừng lại. Đi đâu sáng giờ không thấy, giờ mới chịu qua đây nói chuyện với ông Bảy à ha.
Gặp ba người trong nhà mặt nặng mày nhẹ, gặp người ngoài là vui vẻ vậy đó. Đó, nhìn coi kìa, đây nè tình yêu ha, đây là tình cha con mà không bằng tình vé số. Trời ơi, sao mọi người nói gì kỳ vậy? Ghen tị. Đây nè, thân thiết nè. Vô nè. Bảy cho con vô. Gàm. Bữa nay mày cũng đâu có hạp tuổi đâu. Mày tuổi tuổi gì, tuổi dậu, hôm nay ngày ngọ. Đâu vô được tí ngọ mẹo dậu ở ngoài chơi. Mày làm con quê quá à. Ôi ơi, vậy dì Sáu ơi, Sáu nghe, dì Sáu thương con, dì Sáu mua vài tờ giấy số ủng hộ đi. Hồi nào giờ Sáu không có chơi giấy số. Sáu ơi, lỡ đâu quá hôm nay á mình mua rồi mình trúng rồi sao Sáu? Đây con coi sao à. Gì vậy? Hay quá Sáu ơi. Sao? Người ta nói là duyên tiền định luôn đó. Con còn có mấy tờ 76 đúng không? 7 là ông 7, 6 là dì Sáu, 76. Trời ơi, tiên đồng ngọc nữ. Không, nói nghĩ nè, dễ thương quá à. Dạ. Có duyên để chị mua giùm cho mình. Dạ. Hết luôn. Mỗi người một tờ, biết đâu lọc may mắn đầu năm. Cái chiều đây sổ số chúng hết thì sao? Tặng hả? Ừ, tặng này, tặng anh nè. Có luôn. Tặng dì Sáu nè. Tặng em luôn. Em có luôn. Trời ơi. Cái này của mình nè. Bác ơi, con tặng bác luôn nè. Thôi đi ra, tránh ra. Thôi chào lấy cái lọc thôi, để Sáu lấy cho. Bậy. Giờ không vô được đúng không? Không vô được. Con mượn vậy đi. Con mượn cái cây nè. Vậy đi. Đó, vậy đi là sao? Ở đó chơi tôi không cho vô nha. Ý, đó, nói vậy mà cũng đóng cửa luôn. Không cho vô luôn. Không luôn. Trời ơi. Trời ơi. Cha con cái tiếng hỏi mòn sao? Thôi được rồi. Sáu phải có cách trị ổng. Cách gì? Sáp vô. Dạ. Bây giờ phải như vậy nè. Hỡi ba quân tướng sĩ. Dạ. Hãy truy lùng bắt được tên bảy kiên cho ta. Dạ. Chuyện gì vậy? Nè. Có chuyện gì hả? Ra đây. Ông hãy ra đây để cho ta hỏi. Hỏi gì? Hỏi đi con, ta không ca được. Bảy kiên nghe ta hỏi, sao làm chuyện tào lao? Xuân nay đã đến rồi mà không cho vô nhà. Mau trả lời đi ngay, không biết gì sao sẽ la. La thì làm gì ta? Tôi nói chồng biết hay chưa? Nói gì? Tôi là ai? Là bạn tri kỷ của ông. Biết. Mà ông vẫn đối xử với tôi tồi tệ vậy hả? Thì sao? Còn hỏi thì sao nữa hả? Bay đâu? Dạ. Trảm đầu đau cho tao. Cái gì? Trảm đầu đau à? Tưởng là ta sẽ sợ các ngươi à? Không. Túc ơi, có con ở đây rồi. Con sẽ bảo vệ Túc Túc. Cảm ơn con. Dạ. Con xin bẩm với bà Sáu già. Con ơi. Báo sao vậy? Đầu năm đầu tháng chưa già mày. Dạ, con xin bẩm với bà Sáu gia. Có nghĩa là Sáu đại gia. Xong mọi người hại hà mà tha cho Túc của con một mạng. Xin hãy mở lượng hại hà mà tha cho thân phụ. Dạ. Đừng nói nhiều. Đừng tưởng làm như vậy là có thể ép được ta. Nếu không buộc lòng ta sẽ động thủ. Phong con hai lời muốn nói. Này tên ác ma, thứ tha. Làm gì ta? Mùa xuân đã về à, sao lại đuổi ta? Đó là ngoài đường à, ngươi đừng có trách ta. Thôi đi à, đừng có ba qua. Mau im à, miệng à, cho ta. Trời ơi trời. Nơi đây à, là khu của ta. Ý ơi. Các ngươi à, mau dời cho thật xa. Hey! La 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 la. Đào hát không mà có lời. Vì con chưa nghĩ ra. Đừng xưng hùm xưng ba. La 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 la
cảm ơn chị. Vậy là chết ta rồi, nguyên năm nay ta gặp ba suy. Cái gì vậy? Trời té. Bị gì bác? Nó bị dập vẻ luôn rồi. Ra cái gì vậy? Nó tới đây rồi cho nó không xuống được nữa. Mê hát chi rồi, cái múa cho dữ vô. Ây da. Ô ô. Sao ô? Ông mau đâu? Rồi nghỉ ăn tết luôn. Ấy. Ông mau đâu rồi? Thấy chưa? Thấy chưa? Vô nhà tôi xui rồi đấy chưa? Đó, bây giờ giang hồ tới đầu não rồi kìa. Ủa, ê ê, khoan khoan khoan. Kiếm ai vậy? Kiếm Út Mọt. Dạ mấy chị ơi. Vô nhà chi cho tôi ta. Em có làm gì đến tôi cho mà mấy chị bắt em. Đừng có anh. Ai mà kêu quỳ? Chứ giờ phải làm sao? Lì xì chứ không có kêu quỳ. Hả? Lì xì. Ủa vậy? Em có làm gì ai đâu. Sáng giờ có chúc Tết ai đâu mà lì xì em. Trời ơi, không nhớ hả? Nhớ gì? Hồi sáng mới mua vé số đó. Chúng dễ nhất. Đi kiếm sáng giờ 2-3 tiếng luôn á mới gặp để lì xì nè. Trời ơi, bao nhiêu số như em mà cũng khó kiếm gì đó hả? Ừ, sáng em bán cho tụi chị nè, nhớ không? Tụi con mua chơi, ai nhờ chúng thiệt. Ừ. Công nhận 76 hên ghê luôn. Hả? 76? Lì xì. Trúng 76 hả? 76. 76. Anh trúng. 76. Chị trúng nữa. 76. 76 luôn. Trúng rồi, 76 rồi. Chúc ơi, chúc ơi, chúc ơi, chúc ơi, chúc ơi, chúc số ơi, chúc số ơi, chúc số ơi, ta đã chúc số ơi, chúc số ơi. Quá té 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 té. Hả? Sao hết đau chân rồi? Con nhắc chi vậy không biết nữa. Thì cái tờ vé số này là của Sơn Ca nó mua nè. Nói Sơn Ca kỵ tuổi đó, bây giờ đem may mắn lên cho gia đình rồi. Thấy sao? Thì thấy nhục mặt chứ sao? Hỏi. Thở ra là kiên kỵ, ông kiên kỵ thì tôi không trách. Nhưng mà cái gì vừa phải thôi. Ông làm quá riết, người ta nói là ông mê tín gì đó, ông biết chưa? Đúng rồi. Tôi biết lỗi tôi rồi. Sáu ơi, Sáu bỏ qua cho tôi một lần này nha Sáu. Thôi mệt quá. Đi, mấy đứa đi về nhà Sáu. Sáu đi rồi, tôi biết sống với ai. Buông tay ra đi. Đứng vịn tay tôi rủa ông té hay này nọ. Ông nói là tôi là kỵ tuổi với ông rồi, bắt công tôi mang quà. Đúng rồi, nói tiếng nghe còn thấy là cái xui không là do mình. Giờ tí biết lỗi chưa? Biết lỗi. Xin lỗi tí đi. Nói cái gì đó nó nhiệt tình lên. Nhiệt tình lên hả? Ấy à. Ơi, nhân dịp đầu năm mình không biết nói gì với ấy, còn mong ấy bỏ qua và có thể làm chi kỷ với mình được không? Té té hả? Ông ấy khẳng tiện cho ra duyên hai con cưới nhau luôn nha. Đúng rồi. Được không? Được. Anh. Cho em hỏi, anh tuổi gì ạ? Chi vậy? Cưới. Không có. Ý em nói là anh cưới một trong hai chị này nè. Vậy là đến năm nay cái số mình là 3 tỷ 5 mốt. Ôi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm dọ. Cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê, ai cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Ông nội dâu dép, người yêu tôi hỡi, xin đừng nói câu hờn dỗi. Trong anh xuân sang, anh là gió em là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông khi lụi tan, để xuân quỳ hoàng. Oh yeah. Mùa xuân đang đến cho ngàn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đùa mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta muôn ngàn năm không rời xa, và tình càng thêm thiết tha. Oh la la. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay. Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đời mình đừng dối nhau.
ở đó mà ca với hát nè 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 mấy cái con này thiệt tình hả? Lo làm việc đi, đừng có la nữa. Ra đây đi, tôi có món quà này tặng cho bà nè. Trời đất ơi, hôm nay đâu phải sinh nhật của tôi đâu mà tặng quà. Ông này thiệt cái bày vẽ dễ sợ à. Sao? Trời đất ơi, xạo xạo hả? Khoái muốn chết luôn mày đặc sĩ gì? Nói cho bà thì nghe, người ta tặng quà phải thích chứ. Nè tôi tặng bà chai dầu, dầu so bóp. Trời đất ơi, sao tiện tặng tôi chai dầu? Trời ơi, thì tôi thấy bà làm việc cực khổ rồi á hả, hay bị đau lưng nhức mỏi, cho nên tôi dành dụm mấy tháng trời đó để mua cho bà xài đó. Trời ơi, thiệt tình ngại ghê vậy. Ông quan tâm tới tôi mà tôi thiệt, tôi hiểu lầm ông, nãy giờ tôi đuổi ông. Thôi tôi, được rồi, không có gì đâu. Dù gì mình cũng làm chung với nhau mấy năm trời nay đó. Rồi á hả, coi như Tết tới rồi tôi tặng bà quà Tết đi ha. Chu đáo quá à. Ông chuẩn bị quà Tết cho tôi mà tôi không có chuẩn bị chứ ông, thiệt ngại quá. Thôi khỏi đi bà ơi, trời mấy giờ tôi mời ông đi ăn trưa nha. Hồi nãy giờ tôi đợi có cái câu đó không đó. Giờ ăn cái gì tôi mời? Thì bà bao giờ tôi ăn cái đó. Thôi trời ơi, lo đi ăn lẹ rồi đi về quét đây nè, công viên dơ quá. Bởi vì giới trẻ giờ nó hư quá ông ơi, nó ăn uống nó xả rầy công viên nè. Trời đất ơi, mới nói mà nó xuất hiện kìa. Nè mấy đứa nhỏ. Ê, ê nè ê. Bà nói bà bao tôi đi ăn mà, trời ơi. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai cần đi anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân, với bao nhiêu là ý hờ, bóng anh làm ta nước mơ. Người yêu tôi hãy đừng nói câu vật dối, trong ánh xuân sang em là gió anh là nắng, bay khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho ngàn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đồ mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta muôn ngàn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu tôi hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau. Hay cái gì mà hay, coi trời 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 ơi nè nè, tụ tập đông đúc ăn uống xả rác đầy đây nha, phát hiện rồi nha, bắt tại trận rồi nha. Đúng rồi, còn quăng bông hả, quăng rác bừa bãi hết trơn à. Đây nè, xả rác thì 500 ngàn, bước bông bẻ cành 500 ngàn, hai tội là 1 triệu. Bây giờ đi về phòng bảo vệ lập biên bản phạt liền. Ê, chú ơi, chú ơi, chú hiểu lầm mà chú ơi, cái này là bông giả không phải bông thiệt. Cái gì, bông giả hả? Dạ đâu, bà coi có phải bông giả không bà? Trời ơi, bông giả rồi ông ơi, nó xấu hơn tôi nè. À, trời đất ơi. Thôi được rồi, nếu mà bông giả đó thì bớt cho 500 ngàn. Yeah. Nhưng mà vẫn phạt 500 ngàn tội xả rác. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi mà, cô chú ơi thông cảm đi. Tụi con là tập văn nghệ, tối nay tụi con diễn lễ hội qua xuân á. Trời đất quỷ thần ơi, coi kìa, đi lên đây, đi lên đây. Đó, đi lên đây. Đó, coi đi, mọi người coi đi. Thanh niên trai tráng đó, ăn mặc á thì đẹp hơn tôi, da dẻ cũng trắng hơn tôi, dáng người mi nhon hơn tôi, vậy mà sao không ý thức bằng tôi vậy hả? Trời đất ơi, đó xả hết cái khu đó rồi quên dọn, qua bên này xả nguyên một khu nữa cũng quên dọn, đi về luôn. Ai dọn? Dạ tôi dọn chứ ai. Trời đất ơi, sao mấy cô mấy cậu còn trẻ mà trí nhớ kém quá vậy, sao mới biết suy nghĩ cho những người lao công như tôi vậy hả? Bởi vì mỗi lần nhắc tới bực mình à. Thôi đi, đó mấy cô mấy cậu thấy mình làm vậy là đúng hay sai đó, xong rồi xả rác ở đây cái đi về nhà nó than thở nói là không khí thì bị ô nhiễm, công viên không được sạch sẽ. Tụi con biết lỗi tụi con rồi, tụi con xin lỗi cô chú. Xin lỗi cô chú. Bây giờ xả rác là phạt 500 ngàn. Cô chú ơi, tụi con là sinh viên không à, tụi con đâu có tiền đâu mà phạt tụi con 500 ngàn. Thay là cho tụi con lụm hết rác ở đây phụ cô chú được không ạ? Dạ
Được không? Dạ, dạ được. Lấy công chuộc tội. Dạ. Không mấy vậy thôi, khỏi phạt nó đi. Cho tụi nó lụm phụ tôi được rồi. Yeah. Thôi được rồi, bây giờ mọi người cùng nhau phụ dọn lại đó, chuẩn bị đón hội qua sân nha. Dạ. Nè. Nè, bỏ vô đây. Bỏ ở đây. À. Rồi rồi. Nhớ dọn sạch sạch nha. Nè, đó. Dạ. Trời ơi, coi như gọn gàng. Lẹ rồi. Lẹ rồi mình về mình ăn Tết nha. Một nơi trong tình đắm say. Người yêu tôi hỡi ước mơ gì hôm nay? Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau. Mơ đôi mình đừng dối nhau. Trời sống quá Ngọc Hoàng ơi. Cắt Khanh. Dạ. Nam Tàu bắt đảo. Đi 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 Ngọc Hoàng đi. Khoan đã. Dạ sao vậy? Ăn mặc như vậy xuống trần gian, nghe tưởng mình gánh hát đó. Ờ ha. Trời ơi, mình ăn mặc vậy bước ra tao tưởng mình táo xuân ngày 2021 á. Sao bây giờ? Ngọc Hoàng, bây giờ mình phải biến hình đi Ngọc Hoàng. 2, 3. Ủa? Mình sai vậy trời. Quên nữa Ngọc Hoàng ơi, mình đi gấp gáp như vậy mình không báo tin cho trên thiên đình biết, rồi tự nhiên Ngọc Hoàng lôi hai thần bay theo luôn, ở trên không gọi cho mình được. Thần sợ là thiên hậu kiếm Ngọc Hoàng không được đó. Dạ ta biết rồi, ngươi đừng có làm rối thêm nữa được không vậy? Ta đang nóng ruột hết sức luôn, tình hình bệnh dịch với trần gian muốn khảo sát ra sao đó, cho nên mới đi nhanh như vậy. Dạ không sao, không sao đâu. Thần đưa điện thoại dùng tạm rồi, xóa mạng thiên đình, cài mạng trần gian, xài con ơ. Đúng. Được không? Được. Đây Ngọc Hoàng có điện thoại chà bá luôn hả? Bây giờ là cài cái sim của trần gian vô rồi. Đi tìm nhanh liền đi. Bây giờ mình bấm vô cái map để nó dò đường, chỉ đường đi coi map. Đi thẳng 50m đến cuối con hẻm cụt thì băng qua và đi tiếp. Ủa, một người một khỉ hay gì leo hẻm cụt nguyên bức tường, bây giờ làm sao leo? Nói thật với Ngọc Hoàng, nhiều khi hiện đại nó cũng bại hoại dữ lắm, không phải giỡn đâu. Mình xài theo cách cổ truyền mình đi. Cổ truyền là sao? Là ta biết rồi. Là triệu hồi thổ địa đó mà. Trời ơi, vậy đúng mà nãy giờ đi, ta đồng ý. Thổ địa ở đâu? Mau xuất hiện. Thổ địa. Ông đi chơi rồi hay sao đó? Ủa? Thổ địa ở đâu? Dậm nữa, dậm nữa. Thổ địa. Thổ địa. Phải đầy đủ bài bản mới ra. Dậm phải theo trend. À. Dậm theo trend. Trend là cái gì? Không quen, không quen. Đang nấu chè chuối chân tự kêu cái ta làm đổ nồi chè luôn rồi. Ai vậy? Ai vậy? Hoang gì? Đây bên đây. Đâu? Đây. Thổ địa. Giấy. 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 Không phải là mơ. Như vậy là à đây. Ngâm quay. Vậy đi cha. Dạ không biết là Ngọc Hoàng ngày hôm nay dời thân Ngọc dọc cái thân ngà đến đây để có chuyện gì à? Ta đi xuống đây gấp là đang tìm gia đình nhà táo. Không biết là táo Mỹ hay táo New Zealand. Trời ơi, táo quân á. Ủa táo quân hả? Ừ. Được rồi, dùng đất này là của thổ địa. Bây giờ thần sẽ dùng phép thần thông của mình để đưa ba người lên cánh tay này. Chúng ta cùng nhau đi tìm bà táo hồ. Không được. Định bay rồi nhưng mà giật lò xo ve lại. Tại vì thần nhớ có một chuyện mà thần chưa làm, cho nên không thể nào mà đi kiếm ba táo được. Chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện của ta nữa? Nhanh nhanh đi. Dạ, chuyện đó là như vậy. Hồ Biên. Wow, mọi người chờ em xíu nha. Phép thuật cao minh ha. Hoàng coi. Hello, xe livestream mọi người ơi, mọi người ơi, xe livestream quý vị ơi. Giờ kính bán hàng nhiều. Quý vị và các bạn, gió đưa cành trúc la đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương. Mọi người ơi, mọi người ơi.
Xài kem ta sẽ xài kem, giúp cho da trắng hồng hào mà dễ thương. Kem này trị nám phục hồi da, kem đây trị mụn trắng da tinh thời. Quận 1 chốt đơn nè, quận 2 chốt đơn, quận 3 chốt đơn nè, quận 4 chốt đơn, Bình Dương chốt đơn, Cà Mau chốt đơn, Bình Dương chốt đơn. Wow, nhiều người chốt đơn quá. Thôi, ngươi, chuyện này chuyện quan trọng này hả? Tình hình dịch bệnh đang như vậy mà ngươi có thể nào nhẫn tâm mà giới thiệu kem? Dạ. Còn bao nhiêu nông dân bà con khổ cực nữa. Nè, người ta nông sản không có bán được. Đúng. Cho nên bị tồn ứ nông sản. Giúp là phải giúp rồi. Cho bà con kìa. Rau củ người ta chất đóng bán không được kìa. Dạ, nhưng bây giờ giúp đỡ bà con giúp nha. Giúp đỡ bà con đi. Dạ. 1, 2, 3. Mọi người ơi, ma trồng toàn những cây dễ thương. Nào là rau, là hoa, là lúa. Còn ba trồng toàn cây dễ sợ. Cây xù xì, cây lại có gai. Vô cây gai bưởi đụng nhầm là chảy máu. Trái sầu riêng đất trung thì đậu u. Nhựa hồn đều dính vào là rách áo. Cây dừa cao, eo ơi, ôi là cao. Quá trời luôn bà con ơi. Rồi, comment, anh ơi, mình có bán trái gì vậy anh? Trái gì trên thế gian này đều bán được hết. Lấy em 2kg trái tánh trái nết đi. Con bé này không có duyên để cái hình con cá hô là hãy nghi rồi. Trời đất ơi, cá hô này. Cái bà... có comment mới kìa. Đâu vậy? Anh ơi, anh có bán quả gì vậy anh? Quả gì cũng có bán hết. Có bán quả nhãn không anh? Nhãn rất là nhiều, nhãn cơm dày, nhãn xuồng, nhãn cái mơn, nhãn hột tiêu. Nhãn gì cũng có, không biết mình ăn nhãn gì à. Quả báo nhãn tiền đó anh. Con này để hình con heo lại ghét rồi lắm. ăn tiếp đi à. Nó nghe nè, mấy cái rau củ bánh trái anh bán đó, mình ăn bằng cách gì vậy anh? Ăn gì cũng được, ăn sống cũng được, ăn nướng cũng được, ăn luộc cũng được, ăn gì cũng được nè. Ta muốn ăn năn. Ăn năn rồi. Anh đi xa lắm rồi đó, chúng tôi đang cần làm cái gì biết không vậy? Dạ, nói chung là cái phần đó vui vẻ thôi. Thật sự, mục đích mình giúp cho bà con, nhưng mà cũng thử coi có ai biết là táo ở đâu không? Ê, sẵn đông người coi nè, hỏi có ai thấy táo mình đâu đúng không? Đúng vậy. Mọi người ơi, có ai thấy ba vị táo đâu không? Có người comment rồi nè. Hiện tại ba ông táo đang ở BV. BV. À, BV. Bờ vờ là gì? Bờ vờ là Bình Vương. Mình đến Thủ Dầu Một Bình Vương mình kiếm đi. Ôi, không có đi học không vậy? Bình Dương chứ Bình nào Bình Vương. Ờ, à, vậy hả? BV có nghĩa là a à, bệnh viện. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng tới bệnh viện. Trời ơi, khổ địa. Dạ. Mình đang đi kiếm bệnh viện mà người đi đâu vậy? Thì đó, mình đã đến BV rồi nè. Mày, cái này là CC. CC là gì? Chung cư. Không phải đó, bệnh viện rồi đó. Coi mệt quá đi, coi cái bảng đọc cái gì vậy? Dạ, bán đất nền liên lợi. Đâu, đâu. Người thật sự quá quắc luôn á. Tiện vô mấy cái chỗ này làm cái gì, khu cách ly mà. Các Khanh, đằng nào cũng đã tới đây rồi, mình cũng muốn khảo sát chung cư này là điểm nóng. Này, các người bên kia làm gì đây? Dạ, 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 tới khảo sát. Khảo sát cái gì mà khảo sát? Ở trong chung cư này đang có người nhiễm bệnh đây. Đeo khẩu trang vào. Ồ. Đeo khẩu trang vào. Dạ, dạ, dạ. Mỗi người cầm một tờ khai điền tờ đi, truyền cho nhau. Đây này, 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 truyền đi. Nghiêm. Nghỉ. Giãn cách 2 mét, bước. Đi. Tại sao ta? Ê, sao ngươi cũng gần ta vậy? Ủa, sao anh Hoàng không giãn cách ra đi? Chỗ đấy của tôi. Về chứ tôi đâu? Đây này. À. Đi đi, anh đi đi. Trời ơi, trời. Mét rưỡi, 2 mét. Trời ơi, mà hết phóng bước quá. Ai điền xong nhanh chóng lên nộp đi nào. Trời ơi. Ê, bắn rồi nè. Bắn có, con đo nhiệt độ cho bác để xem bác có sốt không ấy mà. Rồi. 36 độ 3. 70. Không không không, 36. 70. 70 lận. 70 gì bác? 70 tuổi. Nhiệt độ chứ không phải tuổi. Chứ không phải đo tuổi hả? Ai lại đo tuổi bao giờ? Kéo khẩu trang lên giúp con nhá. Khó thở cậu ơi, cậu từ 5:30 là tôi đi bộ 3 vòng ở bờ hồ. 6 giờ là tôi đi tản bộ công viên. Tới đầu tới 6:30. Đập xong 6:30 tôi ghé quán bà Tư ở góc phố ăn sôi đậu, uống 2 ly trà nóng. Ê, ăn sôi tôi có ăn chung với thằng Kỳ nha. Ăn chung với thằng Kỳ khai vô luôn. Thằng Kỳ là năm nay là nó được
3 năm rồi á. 3 năm? Ôi trời, 3 năm? Sao lại 3 năm? Phải là 3 tuổi chứ. Không, con chó á, tôi ăn á, tôi nhả xuống, nó ăn chung với tôi. Cái đó con kỳ bác ơi. Nó giống đực, từng nào cái mới kêu con. Bác ơi, con giống đực rồi mới kêu thằng chứ. Con lặp lại lần nữa cho bác nhớ nha. Con chỉ cần những người bác tiếp xúc, thời gian tiếp xúc và nơi chốn tiếp xúc. 7 giờ là tôi về tắm rửa trước nè, thay đồ. 7 giờ 30 là tôi có mặt ở câu lạc bộ người cao tuổi. Đây, đây, cái này đây, con người thôi. Con người là phải ghi vào. Đây, 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 7 giờ 30 tôi có mặt ở câu lạc bộ người cao tuổi để chia sẻ nhau bí quyết nhớ dai và sống lâu. Hèn gì bác nhớ dai ghê. Nhớ dai mà. Vâng. Bắt đầu là 9 giờ tôi đi họp mặt ở câu lạc bộ thơ phố phường. Rồi. 11 giờ là tôi về nhà ăn cơm với lại bà nhà. Rồi. Bắt đầu là 12 giờ tôi ngủ trưa. Rồi. 13 giờ tôi thức dậy. 13 giờ 5 phút là tôi đi vệ sinh cá nhân. Bỏ qua luôn ha. Bỏ luôn. Thay đồ xong đi họp mặt câu lạc bộ hưu trí. 15 giờ á là tôi đi họp tổ dân phố tự quản. 16 giờ á là tôi bắt đầu là đi tập gym. Đó, bắt đầu. Đó, bắt đầu tiếp đi. Bây giờ bác khai đến 1 giờ đêm hôm sau rồi. Bác muốn khai gì nữa? Ngọc Hoàng, con chắc chắn là ông này ở Hà Nội luôn đó. Sao ngươi biết? Tại vì ta nói là người Hà Nội không dội được đâu. Đấy ông, từ từ Hoàng. Không lẽ là nơi khác sao? Đúng rồi. Hải Phòng à? Không, Hải Phòng là ta cứ không đi lòng vòng như vậy. Thì ông ở đâu? Ông này chắc ở Mỹ quá. Sao vậy? Ông đang suy nghĩ kìa. Bác kéo khẩu trang lên giùm con. Bác đi thẳng qua hướng đấy đấy. Sang đấy mình kiểm tra chi tiết bác nhá. Con hy vọng là bác không bị vấn đề gì. Nếu như mà bác bị nhiễm Covid ấy, con nghĩ là cả thành phố này bị lây mất rồi. Mà tôi khỏe mà, đúng không cậu? Tôi khỏe mà, đâu có gì đâu, chứ làm gì có. Con hy vọng là bác khỏe. Chào. Vâng, con mong là bác khỏe. Bác cứ đi thẳng là sẽ thấy người đón ạ. Tôi khai đầy đủ hết rồi nha. Vâng. Mà bây giờ tôi nói nè, phạt tôi chưa đọc. Có nghĩa là những cái thông tin của tôi trong này có chắc chắn là không ai biết không? Tôi cam kết với anh. Rồi, nhớ nha. Quá đáng lắm luôn á. Hết hồn chưa? Cái gì vậy? Nghĩ sao vậy? Ê, hả? Ở gì vậy? Làm gì vậy? Ê, gì? Ê, không có. Này. Để yên, ông để yên đó. Để ở đây tôi đọc bà lớn lên cho tất cả mọi người. Này. Anh trai bình tĩnh đi. Này. Bây giờ tôi nói bà. Đẹp mắt chưa? Chị đeo khẩu trang, đeo khẩu trang luôn chị. Đeo khẩu trang vào anh ơi. Tức quá nè, dạch mặt ông này là đeo cái gì? Sáng 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 4 tại nhà nghỉ Mimi với cô Loan Anh phòng số 12. Quá đáng. Bà đọc cho kỹ. Tôi ghi là tôi đi với dài anh cô Loan. Bà, tôi ghi lộn nó thành cô Loan Anh. Bà hiểu không? Ông tôi vô nhà nghỉ với lại anh cô Loan. Tôi hẹn anh cô Loan đi họp. Anh kêu tôi họp tại nhà. Nhà anh mở nhà nghỉ. Ôi ôi. Hay quá ha. Trời ơi, vậy nói cũng được quá ha. Xin lỗi nha, thưa với mọi người nha. Loan Anh là cô gái nuôi mà ông nói là ông nuôi. Con gái nuôi ở đây, sugar daddy hả, sugar baby hả? Xin lỗi nha, nuôi để ăn hả? Cái này là tiền trao, là tình mốt, đúng không? Đúng không? Này, tôi nói này, các anh chị có chuyện gì? Về nhà, đóng cửa, dạy nhau. Kỳ này là không còn tình nghĩa gì trơn trọi nha. Vâng. Được, bà muốn thì tôi chịu. Về viết đơn ký. Về khỏi tôi viết đơn sẵn rồi cho ông ký thôi. Nhà nghỉ Mimi hả? Quá trời, hai vợ chồng mèo mèo. Thấy tôi chưa? Tôi à, không chị ơi, tụi tôi trước. Sao hả chị ơi, xếp hàng với chị đeo khẩu trang vào nhá. Rồi anh vô chức vô hết đi. Ủa chơi cơ rô hả? Đánh dấu x, đánh dấu x là đánh có hết à? Đúng. Vậy là trong 14 ngày vừa qua là chị có đi nhiều nước hả? Tôi đi hết, bao nhiêu châu lục tôi đi hết á. Châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, 6 châu lục tôi đi hết á. Có đi châu Đốc không? Châu Đốc là anh đi á. Đeo cái này mệt quá. Còn các anh này, nộp hồ sơ luôn đi. Ủa, bây giờ kêu khai người ta hỏi mình đi từ đâu về. Mình đi sao Ngọc Hoàng? Sao Ngọc Hoàng?
Không lẽ mình nói mình đi bay về gió? Không được. Đúng rồi, thì bây giờ mình khai đi bằng phương tiện gì, mình nói đi bằng cân đẩu dân, mình không bị cách ly mà đưa mình vô trại tâm thần luôn á. Đúng rồi, được đâu. Ở đây là khu vực của thần, tất cả mọi chuyện để thần lo, mọi người yên tâm. Rồi, nha. Lo nha, lo nha. Đây. Rồi, rồi, rồi. Chị ơi, chị ngồi bên đấy giúp em. Không chưa, tôi còn đi nữa. Em chào anh. Anh ơi, đeo khẩu trang vào. Dạ, dạ. Anh xong rồi à? Dạ, xong rồi. Cho tôi xem. Dạ dạ không cần xem đâu, tụi em khai miệng luôn. Ủa là sao? Dạ thưa anh, dạ team tụi em gồm có 4 người. Tụi em đều đi chung chuyến với cô ta. Hả? Anh chắc chứ? Chắc 100%. Hả? Alo sếp ơi, sếp làm ơn cử cho em một đội phản ứng nhanh nhá. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, à không, 6 rồi sếp ơi. Cứu em sếp ơi. Trời ơi. Gì vậy? Ở trong đây hoài mệt quá. Tất cả là tại ông đó. Cái gì tại tôi? Đúng rồi, tại người đó. Lanh chanh lá chách, dạ. Đang đi thành tám quân, mà bây giờ ông làm sao bị kẹt cái này luôn rồi nè. Mình đang đi tìm người, bình thường thấy mặt nhau tìm đã khó rồi, giờ không thấy mặt sao tìm? Trời ơi, thì đơn giản thôi mà, mình là tiên là thánh, chỉ cần một cái chiếu một cái thôi là lập tức câu trang này nó không có vướng víu chúng ta nữa. Ông muốn thử coi. Trời ơi chán ghê, hãy xem đây. Cái bún ông chỉ có bún thùng thôi nghe không? Dạ thưa Ngọc Hoàng. À quên, dạ thưa anh Hoàng. Bây giờ á, nếu như chúng ta phải ở đây rồi, chúng ta muốn đi tìm người mà cả cái khu này ai cũng đeo như vậy thì không thể nào biết ai là ai được. Bây giờ xin anh Hoàng cho phép em làm một cái là coi như vẫn có đeo cái này nhưng mà trong suốt đi. Tàng hình đúng không? Mình đúng rồi, cái này nó tàng hình. Phép tàng hình đúng không? Mình nhìn thấy rõ mặt hết mình mới biết ai là ai. Đó chứ là phép cơ bản ai cũng có. Mọi người. Ô biên. Ghê không? Ghê. Hay quá. Keo kìa. Dạ. Ít kỹ. Vậy. Bụng xỉn. Sao? Làm phép mà cũng làm phép không tới nữa. Làm gì không tới? Tại sao làm ba người còn tôi không làm? Ông nói bún hay không tự làm đi. Chán ghê. Hồ biển à. Nè. Cái gì bên đó ồn ào vậy? Tôi không có nuốt nổi cái cơm này. Ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? À. Ê đi qua coi. Thôi đừng qua, đừng qua, đừng qua. Chuyện này để thần qua cho. Ngọc Hoàng ơi nghỉ ngơi đi. À, cô Chiêu, thôi bây giờ đổi hộp khác cho cô nữa nè, cô ráng cô ăn đi. Mấy cái này nó không có hợp khẩu vị của tôi, làm sao tôi ăn được? Đúng rồi. Trong khẩu phần nói là hả ăn cua Cà Mau, mà nghĩ sao đưa hai ăn cua mới nở vậy hả? Ăn uống như vậy thì làm sao người ta đủ collagen, đủ dưỡng chất để nuôi cái cơ thể xinh đẹp này chứ? Bây giờ đồ ăn của cô thì cô cứ giữ lấy, cô có ăn hay không á thì tùy cô. Còn tôi phải đi tôi giao cơm cho những người khác nữa. Vậy đi nha. Nè. Trời ơi. Cái đồ ăn như vậy làm sao mà đưa tôi ăn được. Nè. Hồi nãy giờ tôi quay là hết rồi đó. Đây cả. Ông nói luôn á. Không, tôi phụ hợ thôi chứ. Phụ hợ gì? Nè, cô làm gì cô chê dữ vậy? Làm gì vậy? Trời nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Mấy người không biết tôi là ai hả? Ở ngoài tôi là hot girl. Cuộc sống của tôi rất là sang chảnh. Tất cả đồ ăn của tôi đều là đồ nhập khẩu, đồ ăn cao cấp. Tôi cảm giác rất là ngột ngạt, khó ở. Rồi một cái phòng ở 3-4 người, chưa kể shopping thì không có, rạp chiếu phim cũng không, đi đâu cũng không được. Trời ơi, bây giờ tự nhiên vô trong đây mệt mỏi quá. Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm mẹ ơi. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Con ghét cái cảnh đơn phương. Bây giờ xung quanh toàn người lạ, cuộc sống cách ly thật cổ cực. Tất cả mọi thứ phải tự lo, sống xa nhà tự phải chăm sóc bản thân. Điều này thật sự khó. Ở đây ngột ngạt mệt mỏi quá hả? Thôi ráng ở mấy bữa đi. Ở dưới đang xây tầng 19 cho cô ở rồi đó. Ý anh làm sao? Âm phủ đó. À, tôi nói cô nghe nha. Tôi live stream nãy giờ mọi người coi rồi. Người ta biết cái bản mặt của cô rồi. Là người ta thả phẫn nộ cho cô. Là cô nổi tiếng thành thánh cách ly luôn. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Mau bắt ải gì âm phủ cho ta. Xin tuân lệnh. Ủa quên, sao tự nhiên tụi mình làm đầu trâu mặt ngựa vậy? Hả? Ai mua điện máy hay gì? Ủa? Sao nhiều đồ quá vậy? Ủa? Cô
mẹ Chiều. Anh cầm cầm giùm em cái. Trời ơi, tất cả những thứ này là của mẹ Chiều gửi cho Chiều đó hả? Trời ơi, thấy chưa? Mẹ biết là hả? Chiều mệt cho nên là mẹ đem bao nhiêu đồ ăn, đồ nhập khẩu. Nhìn gì? Mẹ, cô chuyển hết đồ vô cho cô để mong cô đi luôn, đừng về nhà nữa đó. Ừ, cô luôn rồi. Hay để lắm. Coi một hồi đừng có đó mà nhìn miệng người ta. Cảm ơn mấy anh. Mấy anh ơi, mấy anh đem hết vô phòng cho Chiêu đi nha. Cảm ơn nhiều. Rồi cái này tặng tặng cho anh luôn, Chiêu không có ăn. Chiêu ăn toàn đồ cao cấp không à. Trời ơi. Cảm ơn. Không có rảnh ở đây nói chuyện tôi vô phòng. Nè cô, cô có thể vui vẻ trong khi người khác lại làm việc cực nhọc vậy. Ủa, thì cái đó là nhiệm vụ của mấy anh đó. Cũng giống như anh thôi. Anh vô đây á, thì anh cũng có bổn phận, cũng có nhiệm vụ chăm sóc cho những người mà bị cách ly như em. Em có biết không, em vào đây em chỉ có chờ kết quả xét nghiệm. Họ làm việc từ sáng sớm đến khuya. Cái lúc mà em đang ngủ á, thì họ vẫn làm việc. Có những người á, làm việc bị lây bệnh từ những bệnh nhân. Họ đáng bị như vậy hay sao? Cái chuyện mà bị lây thì cái đó chắc là người ta xui, người ta bị thôi. Trời đất ơi. Còn em vô đây thì em cũng đâu có phải là ở trong cái thời gian dài, làm sao mà em biết được hết mấy cái chuyện đó. Với lại anh đừng có nói nữa, em không có muốn nghe đâu. Nói là nó ghét quá, Năm Tàu, ông gạch tên nó cho nó chết luôn giùm tôi. Nè, cô làm như vậy là cô đang gieo nghiệp đó, cô hiểu không? Mà cô gieo nhân nào thì cô gặp quả báo đó. Ở dưới trần gian á hả, ta có câu hay lắm: nghiệp nhanh quá bé chẳng dám gieo đâu, nghiệp nhanh lắm gieo sẽ bị gặt ngay. Nói cô nghe, cô học theo anh bác sĩ đi, người ta tạo dựng sự nghiệp, còn cô đi tạo nghiệp không hà? Đúng rồi. Nè đây, từ nãy giờ ít nhất anh bác sĩ anh nói những cái lời nghe còn lọt lỗ tai. Ủa mấy người là ai, mấy người là ai mà hả tự nhiên lên giọng dạy đời người khác vậy? Ông bà không đó. Ê ê, quên, cô gái, chúng tôi là ai cũng không quá quan trọng đâu. Quan trọng là cách cư xử của cô có rất là nhiều vấn đề. Tại sao cô không thể học những điều hay như những người anh hùng thầm lặng như thế này? Hồi nãy cô nói là cô là hot girl, mà hot trong tiếng Anh có nghĩa là nóng, có nghĩa là cô gái nóng bỏng đúng không? Tôi không tin. Nguội lạnh. Nè, tôi nói cho cô nghe, trong lòng ngực của cô đó là trái tim, mà trái tim của cô để dành uống nước ngọt mà thôi. Sao vậy? Bởi vì trái tim của cô làm bằng cục nước đá. Tâm hồn của cô xấu lắm. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều áp chỉnh cái xấu, nhưng đối với tâm hồn xấu như cô, không cái áp nào mà chỉnh được đâu. Có, cái cô, cái mặt cô chỉ có áp bức mới áp đúng, của cô thôi. Đúng rồi. Cô đưa lên cộng đồng mạng nè. Làm gì anh cứ quay hoài vậy? Tôi thích quay, tôi quay. Cô làm cho tôi. À, muốn đưa lên mạng đúng không? Đúng rồi. Tôi thích đó, có vợ thì đưa đi. Đưa nãy giờ rồi. Nè. Quê, liêu. À, còn người bác sĩ trẻ này đây. Dạ. Ta nghĩ rằng là rất đáng để khen thưởng. Dạ. Đúng không ạ? Ta phải trao tặng một cái phần thưởng gì đó thật xứng đáng. Cảm ơn các anh đã ủng hộ tôi. Là một bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là chữa bệnh và cứu người. Tôi và các đồng nghiệp luôn luôn cố gắng hết mình vì một mục tiêu lớn, đó là chiến thắng đại dịch, tình hình chung của cả đất nước chúng ta. Người tử tế thì chắc chắn sẽ có lòng tử tế. Dạ. Yeah. Lòng ta cũng chỉ muốn như vậy thôi. Dạ. Yeah. Cảm ơn các anh đã ủng hộ tôi. Cảm ơn yeah, bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn anh, tạm biệt anh. Thế không anh Hoàng? Nghe anh nói chuyện xúc động, còn nghe nhỏ kia nói muốn xúc cái gì? Ừ mà. Thôi xong rồi, con nít mà. Dạ. Cái gì vậy? Gì vậy? Ai kêu vậy? Sư tử đâu gầm vậy? Ghê vậy? Ai kêu ghê vậy? Ê. À, mọi người ơi. Hả? Nãy giờ lo nói không mà quên cái bụng. Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để ăn thật ngon những món ăn trên trần gian. Mọi người có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Đói bụng ơi, đói bụng ơi đó. Ôi, đói bụng ơi, đói bụng ơi. Ta thì đói bụng rồi. Còn tụi tôi đói bụng lắm. Ừ. Như vậy là đói bụng ơi rồi lắm. Rồi bây giờ sao? Bây giờ chỉ cần kêu là anh nuôi ơi, lập tức là có nuôi ăn. Ủa? Hả vậy hả? Lạ vậy? Dạ, không tin đúng không? Không. Vậy bây giờ chúng ta kêu thử nha. 2, 3, anh nuôi ơi. Ủa, sao tôi biến phép một cái, tất cả những khẩu trang trên mặt mọi người nó tàn hình đi hết. Tại sao ông này không bị ta? Nhưng mà cái tướng quen quen nghe. Thần thánh phương nào vậy? Trở lại.
Đứng lại, Hiền Quyên Hình. Trời ơi, táo đỏ. Táo đỏ. Tôi nghi lắm. Dạ, trước tiên cho thần xin được bái kiến Ngọc Hoàng. Miễn lễ. Dạ, gặp Ngọc Hoàng ở đây vui quá Ngọc Hoàng ơi. Ta lo lắm luôn Thảo Đỏ, biết không vậy? Dạ, tại sao người lại là anh nuôi? Dạ, câu chuyện như thế này. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Chuyện gì? Hả? Ta đang ở đâu đây? Ta đang ở đâu đây mà sao lão quắc vậy nè? Ông Táo Xanh ơi! Bà Táo Hồng ơi! Mọi người đâu hết rồi? Táo Xanh ơi! Táo Hồng ơi! Trời ơi! Nhảy đi! Yeah. Cái khu này của tôi, khu cách ly. Hả? Gì vậy? À, tôi hiểu rồi. Cái gì? À. Ma cỏ gì đây? U da, trời ơi. U da đụng một cái muốn sái ngoài hàm luôn. Hai cái cha này không thấy đường hay sao mà còn đâm đầu vô cái chỗ tôi đi nữa. Trời ơi. Ê. Gì? Tôi nhìn hai ông tôi thấy kỳ quá ta. Hiểu rồi. Trong đây buồn quá, kêu hai ông về hát cho vui gì? Kệ cái đó là vậy đi. Thấy không vui chút nào hết á. Sao không vui? Chưa thấy tao diễn sao mà biết không vui? Cái đụng tôi đây không vui rồi đó. Dạ. Thôi, nhớ cái con này rồi. Sao? Chiều rồi lấy cái đồ vẽ dơ la mặt tôi. Tôi nhớ rồi, tao thu vàng của ngươi lại hết. Ê, gì vậy? Ui, bình tĩnh đi, lộ chân tướng bây giờ. Ừ. Mà nè bà chị. Vậy? Bà đi đâu mà bà bày đẩy đồ cao hơn bà luôn vậy? Là bà đi không thấy ai bà đụng người ta vậy? Tôi đi thăm con tôi. À, bị cách ly gần khu này nè đúng không? Ủa sao giống như bà dọn nguyên một cái nhà bếp vô trong đó cho con bà luôn hay sao vậy? Trời ơi, chị mấy cái này không có hiểu, con tôi giàu hiểu không, có sống bình thường được. Trời ơi, bà chị, vậy? Nhưng mà nếu như mà đã vào khu cách ly rồi đó, thì ai cũng phải như ai, cái điều kiện sống nó cũng như nhau thôi. Chứ đâu có phải ở nhà riêng của mình đâu, mà bà làm phiền người ta quá trời vậy. Không có cần dạy tôi nói cho hai ông biết nha. Thấy gì đây không? Vàng. Có vàng là có tiền. Mà có tiền tôi đi đường quyền. Đi đường quyền không? Có tiền đi đường quyền hả? Bà đừng có khinh thường tụi tôi. Tụi tôi có võ. Tụi tôi đi đường mỏ. Tôi nói cho bà biết nha. Tại sao có những cái con người mà họ kém ý thức đến như vậy chứ? Ừ, kìa. Hả? Ông nhìn kìa. Hey. Núp vô. Mới cầm mấy đứa nhỏ nó thấy mình, nó hoang mang. Gì vậy? Thì đó là những anh quân nhân, những anh bộ đội. Đằng xa xa kia là những bác sĩ. Họ đang tích cực phòng chống Covid đó ông ơi. Mấy đứa nhỏ thấy thương quá. Nó còn trẻ mà nó có ý thức, nó sống vì mọi người, vì cộng đồng, quá thương. Đúng rồi. Thôi ta đi đây. Ê, gì vậy? Ông đi đâu vậy? Ủa chứ ông nghĩ tôi đi đâu? Ông về trời. Đâu ra? Muốn về trời là phải hội đủ cả ba táo. À. Đủ một nhà thì mới về chầu trời tấu trình với Ngọc Hoàng được. Còn giờ tôi đang bị thất lạc, người thân của mình không có về được. Bây giờ ông đi đâu? Tôi đi thẳng hướng này. Đó. Đi vậy? Tôi sẽ đi thẳng hướng này. Tôi sẽ trở thành một người tình nguyện viên giống như những bạn trẻ ở trong đó. Ta đi đây. Tạm biệt. Cái mặt bự quá. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đầu đuôi cua tai nheo là như vậy đó. Cua tai nheo? Dạ là như vậy. Thổ địa đâu? Ra đây. Ra kìa. Núp. Hả? Ngươi thật là quá quá. Trời ơi. Ngươi ra đây. Dạ Ngọc Hoàng ơi, thật sự luôn á là thần đã gặp Táo Đỏ rất là lâu rồi. Nhưng mà hả, thần muốn Ngọc Hoàng trải nghiệm cuộc sống của bà con, để thấy bà con khổ cực như thế nào. Chính vì vậy thần mới làm cái định vị sai. Thưa Ngọc Hoàng, thiệt ra ban đầu á, lúc mà nãy cái vụ mà đẩy cơm ra phát cho nhỏ cô Chiêu khi ăn á, đúng rồi, là lúc đó nhìn thấy mọi người rồi.
nhận ra liền. Sao không dạy cháu gặp nhau? Muốn để cho Ngọc Hoàng với hai ông ở đây nè thấy được cái tình hình thực tế dưới này ra sao. Táo đỏ đã dấn thân để mà phục vụ mọi người thì mình đã lỡ tới đây rồi. Dạ. Ta nghĩ rằng là mình cũng nên góp phần đó, cho nên là tất cả chúng ta sẽ trở thành tình nguyện viên. Rồi mọi người ơi, đến giờ rửa tay rồi. Rửa tay đi. Phải rửa tay là sao? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài một chút xíu nha. 2, 3 cháy lên. Sau đó là tay xoa đều bên phải, bên trái, bên phải, bên trái. Hai tay đưa lên, đưa lên mắt, mũi, miệng. Sau đó gật đầu, đẩy qua bên phải, xua qua bên trái. Sau đó chào Corona. Chào Corona. Rồi, đó là sơ bộ được bài của mình ha. Bây giờ tất cả mọi người hãy cùng lặp lại với tôi khẩu hiệu nha. 2, 3. Chúng tôi không ra đường vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Âm nhạc bắt đầu. Một khoảng thời gian rất ngắn thôi, nhưng đã cho chúng ta trải nghiệm và nhìn thấy được hết tất cả những nỗi khổ cực và khó khăn của người dân nơi đây. Nhưng cái việc tìm Táo Quân rất quan trọng. Đúng rồi, rất quan trọng. Sắp Tết tới nơi rồi. Đúng rồi. Ta Ngọc Hoàng ơi, tha lỗi cho thổ địa, tại vì thổ địa cũng công việc đăng đăng đê đê. Ngươi đừng nói với ta là live stream bán hàng không nghe. Live stream bán hàng đỡ người dân thôi. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người thượng lộ bình an. Hồ chui. Trời ơi, ông hồ chui chui xuống hồ luôn. Cái lỗi chút xíu ông chui được hay quá kìa. Đi nhanh lên. Dạ đúng rồi, bây giờ mình phải đi thôi, đi tìm người thân của mình. Cứ tìm đi. Đi lại đi. Đúng này. Đi. Sắp tới rồi á, ta nghe như là cái hơi, cái mùi của chồng ta quanh quanh đây nè. Trời ơi, Thiên Hậu có lộn mùi chồng của người ta không? Sao mà lộn được, ngươi không nghe người ta nói hả? Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi đó. Nhưng mà Thiên Hậu ơi, hả? Đây là khu cách ly mà, làm sao Ngọc Hoàng có mặt ở đây được? Thì tủa ra đi. Có người để Thần đi hỏi cho. Có người ra đi hỏi. Nó cứ kiếm anh nha. Cái gì vậy? Pha ké, bị cái gì vậy pha ké? Chết rồi, chết chị rồi. Cái gì mà chết? Trai đẹp chị ơi. Khùng. Ủa có gì đâu đẹp? Ủa sao lớp khẩu trang này ai cũng như ai, có gì đâu đẹp? Không, nhưng mà sau cái lớp khẩu trang đó thì mới có một điều kinh khủng chị à. Thì đơn giản, để ta làm phép. Đau quá. Đáng lắm. Anh ơi cho em hỏi thăm với. Mình lại gần nói chuyện tí xíu anh. Mình giữ khoảng cách 2 mét nha. À giữ khoảng cách 2 mét à? Có chuyện gì đó? À có chuyện chứ, nhưng mà đứng xa quá không nói chuyện được. Trời ơi, đứng xa mà đẹp vậy, đứng gần nữa chắc chết quá. Anh lại nói chuyện tí xíu anh. Chào anh. Em đứng đây từ lúc mới đẻ. Cái gì vậy? Không ngờ ngày hôm nay tình cờ lại gặp nhau. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng. Mình yêu nhé được không? Không. Giữ khoảng cách. Gì nữa vậy? Gì vậy? Đau đầu quá. Gặp anh em bỗng nặng đầu. Trên đầu là tóc, trong đầu là anh. Trời ơi. Anh ơi lại đây, tức quá mà phải làm phép thôi. Là chơi ăn gian. Ủa chơi gì mà chơi ăn gian? Chơi như vậy là chơi trên đầu người khác. Tôi đã đủ rồi. Nếu không có chuyện gì tôi xin phép vào trong nha. Anh ơi có nhiều chuyện để nói lắm. Anh ơi khoan anh đi. Anh ơi Thiên Hậu. Cho tôi hỏi thăm tí xíu nha. Cẩm ly chứ phải cẩm ly trong đó nó mà tràn. Rồi. Anh cho tôi hỏi thăm. Anh có thấy người trong hình này ở đâu không? Anh chỉ giúp giùm tôi nha. Người này giống như một nghệ sĩ nổi tiếng lắm. Nhưng mà tôi chưa gặp bao giờ hết. Anh chưa gặp bao giờ hả? Chưa gặp bao giờ. Thôi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Thôi chào cô nha. Chào anh.
Ôi, cái gì mà dính một đùi vậy? Xong cho Thiên Hậu ơi. Đủ sao? Rồi. Sao như bảo hậu vậy đó? Thiên Hậu. Đủ rồi. Này. Trời ơi, Thiên Hậu ơi. Gặp ảnh rồi. Bây giờ Thiên em không hậu. Muốn làm gì hết. Em chỉ muốn làm vợ ảnh thôi. Đủ rồi. Nga tập sự đó không nên thân mà Nga cũng vậy nữa. Gặp trai cái là quắn quýu à. Không có ý tứ gì hết. Bây giờ chúng ta đi tìm Ngọc Hoàng nè. Dạ. Trên trời á là thần thiếp bị bệnh rồi. Thần thiếp cần phải cách ly. Đi, Thiên Hậu ơi. Đi. Ê, làm cái gì vậy? Lôi đi hết. Các Khanh à. Dạ. Sao mà không khí ở đây ảm đạm quá vậy? Dạ. Ủa ở đây bán cái gì mà thấy đề cho thuê mặt bằng không vậy? Ngọc Hoàng ơi, dịch bệnh đã ảnh hưởng tới cái đời sống của người dân, cho nên là rất là nhiều những cái cửa hàng, cửa hiệu này kia người ta phải trả mặt bằng. Nhân viên mình đủ mặt hết chưa vậy? Thiệt tình ngày hôm nay tụ họp tụi em ra đây, anh phải nói cái điều này. Thật sự là anh gồng hết nổi rồi tụi em à. Anh xin lỗi tụi em nhiều lắm. Chính thức ngày hôm nay tụi em nghỉ quán của anh. Rồi khi nào mọi chuyện ổn thỏa lại á thì lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho từng đứa quay về quán của anh làm việc. Lúc đó anh sẽ tăng lương, anh hứa với tụi em vậy. Còn bây giờ thiệt tình thì anh cũng mới về nhà cầm cố hết một số đồ quý giá. Ê, không có một miếng cảm xúc nào luôn đó. Anh ơi, anh diễn giả trân à anh ơi. Cái khoảng thời gian qua á, anh nhìn đi mấy cái quán xá nè, không ai cầm cự nổi hết, lỗ lạ, phải trả mặt bằng lại cho người ta. Có nhiều người phải đi về quê nữa, phá sản. Rồi hả, người người thất nghiệp, nhà nhà nghèo khổ. Vợ chồng gặp mặt nhau là gây lộn vì không có tiền kinh tế mà. Rồi xong rồi chưa nói là mấy cái ngành du lịch như là hãng hàng không nè, xe cộ đồ, là bây giờ là nó khổ cực lắm á. Éo le lắm trời ơi. Cuộc đời em nó khổ lắm. Chấm nó lần nữa nha. Bây giờ nè, đó vô trong coi còn cái món gì ngon ngon, mang hết ra đây cho tụi tôi ăn, ủng hộ được chưa? Trời ơi vậy hả? Dạ rồi. Dạ, đợi em đem thực đơn rồi luôn nha. Trời ơi hay. Chuẩn bị được ăn rồi Ngọc Hoàng ơi. Đôi quá. Gì vậy? Chúng ta hạnh phúc nhưng mà đôi lúc anh có vài suy nghĩ vẫn đang diễn ra trong đầu thôi thúc. Anh nghĩ gì thì anh nói đi, em chỉ cần đám cưới như ý. Vậy anh đã chuẩn bị những gì? Em đang chờ đấy anh nói đi. Không. Ý anh là hay mình hoan đám cưới? Cái gì? Anh nói lại xem nào, em nghe không rõ. Thật đấy, anh không đùa đâu, anh đã suy nghĩ vấn đề từ lâu. Gì khác cưới cũng đâu mau già, anh nghĩ là mình hiểu nhau mà. Em không tin, bởi đó thôi anh đã thay lòng đổi dạ. Những thề ước anh nói trước đó phải chăng chỉ là dối trá? Anh thề gì? Anh thề sẽ vun đắp tương lai đôi ta. Em biết ngay tình cảm anh dành cho em giờ đã vượt qua. Không, không anh xin thề, trước giờ anh vẫn chỉ xem em. Thương em bất kể ngày hay đêm, đến cơ hội cũng chả cần nắm. Em biết không, bởi vì anh chỉ cần nắm mỗi tay em. Em hãy bình tĩnh lại bảo bối, anh chỉ xin em đừng bối rối. Thôi, anh đừng nói dối, anh chỉ cần nắm mỗi tay tôi. Vậy có gì anh lại hoãn cưới? Tôi đã chuẩn bị nhiều bài mới, đã cho ta rất nhiều hy vọng. Ngôi nhà với những đứa trẻ, một không gian chẳng có khi nào buồn tẻ. Em à, anh biết đợi chờ không phải hạnh phúc, nhưng yêu thương không nhất thiết là phải gần nhau. Dù lúc anh không ở bên em, nỗi nhớ lại lớn lên từng phút. Dù anh không hề muốn, mình phải chịu thêm một lần đau. Anh thì đau cái gì? Anh đau sao bằng tôi đau? Anh nói anh đau, vậy nói mau, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Em à, nỗi đau này thực ra chỉ có một lý do. Em phải hiểu là anh nói ra cũng chẳng có gì hay ho. Anh chỉ mong em hãy vì anh chờ thời gian trôi qua. Bởi vì anh không muốn em dính vào cô ta. Đó biết mà, vậy là phán đoán của tôi chắc chắn rồi nha. Lại là con giáp thứ 13, lần này đừng hòng tôi bỏ qua. Em đừng nói thế chứ, ta tạm thời xa nhau đi. Cô ta là virus và cô ta là COVID. Cô ta chỉ là một giống loài vô tri. Anh cũng chẳng hiểu nổi em ghen với COVID để làm chi. Anh chỉ uống cái gì? Cho bọn em. Anh chỉ uống cái gì? Cho bọn em không gian riêng với. Quán có bán không gian riêng nữa hả? Thôi đừng giận nữa. Anh chỉ uống đi cái nha. Gì? Đi nhá. Đi. Anh chỉ uống cái gì?
anh chị uống cái gì về uống cái gì nữa nó nhìn nhau nó no rồi. Mà công nhận nghe thầy Vũ ráp lên ngôi, cãi lộn cũng được nghe ráp thấy không? Cái cặp này dễ thương lắm, nó yêu nhau chân tình, rồi xong rồi bị dịch nè nó cưới nhau mà không có cưới được. Cái quảng xong rồi ờ quảng đám cưới lại. Vậy nếu tình hình này sao đám cưới không làm đám cưới anh lai cho tiện? Rồi nữa không lẽ rồi ngay đêm tân hôn người ta cũng không lẽ cũng online không được. Cái chuyện mà cưới hỏi á thì dầu sao cũng còn có thể thư thư mình giờ giờ ra mé sao cũng tại vì Covid cũng được. Dạ còn lỡ như bây giờ thử đặt trường hợp mà cái chuyện ma chay đúng không, rồi bây giờ xảy ra cái vụ dịch bệnh này rồi sao, không lẽ giờ nửa tháng hay một tháng sau mới động quan không được. Ê rồi sao kịp đầu thai trời ơi. Chủ quán ơi có mở cửa không ta? Ê, có khách nữa kìa, có khách nữa kìa. Trời, có khách, có khách, trời ơi, này đông dễ sợ. Ê, vô quán á, em còn có một mình quán em. Mừng quá hả, mừng quá hả? Gì chạy dữ vậy? Mừng quá hả? Bà, chủ nợ. Hả? Chủ nợ mặt bằng này, em thiếu bà nợ bà. Ủa, vô bà rồi. Còn giờ tôi đâu có dính gì đâu. Trời ơi, nhưng mà bà vô bà đánh khách luôn á. Đợi xíu đi. Mấy đứa thấy chị hay không? Mỗi lần chị đòi nợ chị hát cái bài này khúc cuối là đòi cái chủ nợ ra liền. Trời ơi, lâu quá không gặp nhóm chết. Trời ơi trời, tự nhiên làm tôi hết hồn, giật cái lượt ra làm mất phép tàng hình luôn à. Chị thông cảm, biết sao không? Tại vì em không phải không trả cho chị mà tại mấy nay quán khách khứa ế quá, không có tiền thu vô làm sao mà trả cho chị. Ha, quán đâu vắng que, máy luôn. Ê, vậy là nó vẫn không có nhìn thấy tụi mình nha. Chứ dần dần hay vậy ta. Hình thiệt, dạ, tăng hình thiệt. Mập, cao, mắt kiến, thấy hết. Nó chưa thấy tôi mấy ông ơi. Vậy mà kêu tàn hình. Tàn cái gì mà tàn thấy đó. Trên mạng nó chỉ như vậy là thôi ông ơi, cái chiêu đó xưa lắm rồi. Bây đặt cái tàn hình chứ không tàn hình tiền đâu ta. Em nói chị nghe nè, thiệt tình là em muốn phải là muốn cất nợ hay là quỵt nợ gì chị. Chị thấy tình hình đi, bây giờ chị thông cảm thư thả cho em khoảng tuần, hai tuần về nhà. Em gom góp những gì quý giá ở trong nhà em bán đổ bán tháo xong em trả nợ cho chị chứ em đâu muốn gì đâu chị. Trời, thương quá, là giờ không có tiền không? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, nó không có tiền mấy đứa ơi. Mấy đứa, giật sách quán cho chị. Ê, trời ơi, đừng có vậy mà, mấy anh ơi. Hoàn cảnh em éo le lắm chị. Tội nghiệp đó mà chị. Đồ mồ côi đó chị. Anh biết tôi là ba của nó mà. Mồ côi sao có ba? Ba nuôi mà. Nuôi là nuôi vậy ta? Đã rồi. Con Ba ơi con khổ quá ba. Trời đất ơi, chị không hiểu đâu. Cha già ở đây nè, không có tiền để cưu mang hết. Còn chuyện gia đình riêng của em nữa, vợ em thì bệnh hoạn suốt ngày. Vợ cậu đâu? Vợ của em đang ở. Em mệt quá mình ơi. Trời ơi trời. Em ho thời kỳ cuối rồi mình ơi. Vợ mình ơi, con của mình mấy bữa nay không có gì ăn hết mình ơi. Em ơi ráng đi em, ráng vượt qua cơn hoạn nạn này. Con ơi, leo xuống đi, mẹ thấp khớp. Bà ơi, bé này. Con đói quá bà ơi. Đói hả? Mày to cỡ đó mà còn đói nữa. Nó đói, nó hơi già nên nó đói. Con tôi nó bị phù đó. Chứ nó còn nhỏ xíu à. Năm nay nó vừa tròn 3 tuổi rưỡi. Trời. Con ơi, ráng qua cái cơn đại nạn rồi đi con, rồi ba sẽ lo cho con. Mặc dù ba biết là bây giờ con không có tiền ăn, không có tiền mặc, rồi tiền đi học con còn bị thiếu nữa chứ. Mình ơi, con mình thiếu nhiều lắm, thiếu bao nhiêu tiền học rồi mình? Thiếu 1.650.000 em ạ. Tiền nợ của tôi chưa trả
mà cho con đi học 1.650 tỷ. Nó học trường International Supersoy Soccer Deluxe. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Còn chú em đây là bác. Ba hàng xóm chịu không nổi. Nhưng mà chị phải biết, chị mà ép quá thì cả gia đình tôi. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba cây nến lung linh. Ha 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 ha. Trốn hết một gia đình. Gia đình khoan. Tôi suy nghĩ lại rồi. Bây giờ trốn là chết tôi luôn á. Đó, em qua phải trốn thôi. Chú ba, tôi hỏi ý kiến cái. Trốn rồi chú qua nói giúp giùm chú. Bây giờ mà không trả là gia đình là trốn đúng không? Đúng. Chính xác. Vậy thôi bây giờ tôi tính vậy chú ba thấy được không? Bây giờ tôi giảm 1/3 tiền cho thuê mặt bằng được chưa? Giảm nhiều vậy? Giảm nhiều hả? Sao mà ít quá vậy? Ít quá hả? Trời ơi, khổ quá mà. Thôi giảm 1/2 đi. Chịu. Dạ, được rồi chị. Chịu. Vậy thì phải hứa với tôi là qua tuần là phải trả tiền cho tôi. Dạ, chị không cho. Thôi là tôi giật sập quán rồi tội nữa. Dạ, chị cho em thời gian vậy là mừng, còn giảm cho em nữa. Em cảm ơn chị thiệt hết lòng luôn. Tình hình mà khó khăn như vậy mà chị giúp đỡ em vậy, em mang ơn chị không hết. Rồi. Em hứa tuần sau em sẽ có tiền trả cho chị liền. Cảm ơn chị nhiều lắm. Đáng lẽ không giảm, thấy gia đình thấy thương quá năng lắm. Gia đình. Vậy nhớ nha, thôi tôi cảm ơn. Ráng tuần sau trả cho tôi. Nhắc cậu một câu, chủ nợ có thể biến thành con nợ bất cứ lúc nào. Hay quá câu chị, hay quá chị. Biết ơi chưa? Rất hay luôn chị. Thôi tôi đi nha, chào cả gia đình. Dạ, dạ, dạ. Không hiểu chị mà. Tuần sau trả nợ à? Dạ, cảm ơn chị. Đi về mấy đứa cho người ta làm ăn. Trời ơi, dạ, cảm ơn. Hên quá, xong rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Giúp ăn một bàn thua trong thấy đó nha. Coi như là bữa nay tôi đãi, tôi bao cả mọi người. Hên là tôi tử tế, bởi vậy gặp mấy người đàng hoàng không. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Thôi đáng nghe, đáng làm ăn nha. Anh Chùa ơi, đồ em đặt cọ chưa? À rồi. Em đặt à. Rồi, tôi vô lấy liền. Ủa, dạ, được rồi em. Ê, câu cái gì vậy? Ê, bộ đây sông biển hay sao mà thò cái cần ra câu. Nè. Bộ đây đâu có cá đâu câu. Có, cá hồ. Thì tao câu cá heo đi. Ủa, ông nói tôi à. Quý khách thông cảm, bé nó an toàn. Làm việc mà nơi giao hàng an toàn đó. Vậy đó. Xong rồi, em đi nghe. Tiền em chuyển qua tài khoản anh rồi đã. Rồi, cảm ơn em. Ủa anh, ở đây có thấy ai khó khăn á? Anh chị người ta ra đầu đường của mình á. Sao? Nhận quà. Quà gì á? Gạo ở cái ATM á. Gặp ai khó khăn thì cứ giới thiệu vậy nha. Rồi, mọi người để tôi vô tôi lấy đồ ăn đồ uống nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ê, khoan, chờ tôi xíu. Dạ. Sao cái vụ này nó quen quá ta? Quen gì? Nghe cái mùi quen thuộc đâu đây nè. Gạo chưa có đem đi nấu nghe mùi gì? Không phải, cái vụ ATM gạo này nè, nó giống như cái vụ mà cái nồi cơm thạch xanh đó, hiểu không? Không hiểu lắm. Trời ơi không, tôi tức quá. Tôi nghi là tôi sẽ tìm được người thân của mình ở cái chỗ này. Nhanh lên, bây giờ mọi người ơi, bây giờ mình cứ ra ngoài cái chỗ cái ATM gạo đi cái đã ha. Rồi từ tôi giải thích cho mọi người sao. Mình ra coi người dân mình lấy gạo sao đi Ngọc Hoàng. Đi thôi. Lên đi, à. Đi theo nó. Cái gì vậy? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Ông dù ghiền quá mới. Đúng vậy. Ông không thấy cái gì sao? Kìa, chúng ta lại đoán sao? Thôi, ông còn đuôi ghiền hơn nữa. Kìa, Ngọc Hoàng đâu rồi? Ngọc Hoàng á, nghỉ ngơi ngoài kia kìa. Đâu phải có chuyện gì mới có Ngọc Hoàng mới giải quyết được đâu. À, Ngọc Hoàng buồn nhiều chuyện trần gian quá, cho nên ngồi suy nghĩ tĩnh tâm rồi. Cái ông gì làm cái gì vậy? Tịch ra đi. Tôi nói kìa là kìa nè. Cái gì? Bồn nước hả? Cái gì mà bồn nước? Không biết đọc chữ hả? ATM gạo nè, thấy chưa? À, ai mua chỗ đứng không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai mua chỗ đứng không? Cái gì vậy? 29 cha một chỗ đứng. Là một sao? Chỗ đứng. Ê, cái gì vậy? 29 cha. Bán dép hả? Không, anh ơi, bán chỗ đứng anh mua không? Bán chỗ đứng là cái gì? Trời đất ơi. Thì là bây giờ ai muốn lãnh gạo thì phải vô xếp hàng có chỗ đứng. Cách 2 mét. Thì bây giờ xếp hàng chứ mắc gì bán. Ủa ông mắc cười không nè à? Miễn phí mà bán gì chứ. Không, cái chỗ này là có người xếp hàng rồi. Ai xếp hàng đâu? Người ta đặt cọc tôi rồi, tôi đứng thế giùm.
muốn lấy được gạo trong cái cây ATM thì bước lại lấy thôi. Sao ai cũng lấy vậy hết, ở đâu ra cho đủ? Thì đúng rồi, đương nhiên phải đứng xếp hàng từ 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 từ. Mà tôi nói nha, cái này là nói trước, nói thiệt, có người xếp hàng mà tao nói lúc đó còn thanh xuân á, để lên tới đây lấy được gạo là già luôn rồi. Ghê vậy. Hai chiếc ra, đứng thì đứng, không đứng thì đứng. Khỏi đứng đâu mày. Mày bớt bớt lại nghe, tao để ý mày hổm dài rồi. Má, mày nghĩ sao? Dạ mấy chú, tôi nói tao, mấy sao, chú sao, nghe sao, nè. Sao, mày nghĩ sao vậy? Cái 2 kg gạo người ta bán là 30.000 2 kg. Mày ra đây mày ăn lời cắt cổ. Mày nghĩ sao hả? Mày lấy của cái chỗ đứng mày lấy 29.000. Trời vậy mày biết chỗ nào trời? Trời đó, nè 2 kg gạo giá của nó là 30.000. Tôi đứng giùm tôi lấy có 29.000, người ta lời 1.000 rồi. Mà tưởng tôi đứng không hả? Nắng nôi à. Có mấy bữa tôi đứng mà nó xệ nội tạng. Nó dồn hết cả đống xuống đây nè. Trời ơi, mày bớt đi, mày đừng có xạo nữa. Nó xệ xuống đó. Bây giờ mày nói gì, đứng thì đứng, không đứng thì đứng hả? Tao mời mày lên phường đứng nha. Tao quét bảo vệ ở ngoài rồi. Kêu bảo vệ đi. 500 anh em bảo vệ đứng ở ngoài chờ mày, nó vô đây nó ăn lời cắt cổ nè. Mày bảo vệ ơi, bảo vệ ơi. Đó, mày đứng đi 29.000. Bảo vệ ơi, bảo vệ ơi, bảo vệ ơi, cắt tôi bảo vệ nè. Quá đó, chạy xì khói luôn. Trời ơi, lợi dụng người ta làm từ thiện. Tao lời 4 đôi giang. Nó nghe vậy thôi, phải vô bà lấy gạo đi. Ôi trời ơi, hôm nay ngoại lấy đủ gạo rồi. Ủa vậy hả ngoại? Lấy có 2 kg sao ăn đủ? Không có đâu, nhìn vậy thôi chứ hôm nay lấy cả 10 kg rồi đó. Thôi sao được, tao cho người có 2 kg à. Sao lấy được 10 kg? Mà mỗi người vô lấy được có 1 lần chứ mấy. Phải không? Nè giờ vậy là lấy được 2 kg nè. À lấy được 2 kg thôi. Giờ tí xíu nha. Nè 1 phút 30 giây. Ủa làm gì vậy? Ê trời ơi, bà ơi, bà ơi. Trời ơi. Nè, xin bà tự trọng, xin bà tự trọng. Bà đừng nói bà không có sao nha. Không có, mấy cậu yên tâm đó. Đồ ngoại, ngoại không có gì ngoài nhiều đồ hết. Đó. Bây giờ nha, 1 bộ đúng không nè, đã. Ồ. Đó. Trời ơi. 2 bộ đúng không? Vẫn còn nhận ra đúng không? Chưa hết nè, coi ngoại nè, làm cú chót nè. Trời ơi, bà này còn già hơn bà hồi nãy nữa nghe. Chưa hết, sợ nhận ra cái giọng đúng không? Dạ cô ơi, tôi ở ngoài Huệ mời phố, cô cho tôi xin 2 kg gạo. Trời ơi, tôi nói với ông nghe, tụi mình biết rồi. Hình mình còn xoay một vòng, bả biến tại chỗ luôn. Tất cả là nhờ vào cái giỏ này. Mày đứng lại chưa? Trời ơi, sao mày không lấy gạo của tao mà mày lấy cái giỏ hành nghề của tao? Dễ bắt được tôi liêu liêu à gái đẹp. Ê ra đây quýnh sao hả? Trời ơi bà có sao không? Trời ơi có mất gì không? Ngoài cảm ơn nghe, cảm ơn cô nghe. Nói bà nghe nè, bớt đi gạt người ta lại. Bà làm vậy làm chi? Thêm 1-2 kg gạo đâu có được nhiêu tiền đâu mà tội nghiệp mấy người khác. Thôi tôi biết rồi. Mốt qua xếp hàng lấy đúng 2 kg gạo thôi. Nói nghe. Tao hò mơ. Trời ơi, ta gặp được bà rồi, mừng quá. Ôi, mừng quá. Mừng quá, trời ơi. Ôi, thật sự. Đi đâu suốt thời gian qua. Để tôi lặn lội tôi đi tìm. Nhớ quá, trời nhớ rồi. Không thể nào mà không thể rồi. Thôi đi. Tâm ra, tâm ra. Tâm ra. Đừng kia quyên rẻ tôi mà. Đi. Mình ơi. Thôi. Trời đất ơi, đứng lên. Đứng dậy kiếm vũ mà. Hai tao. Ủa, có cái gì đâu. Ủa, anh Hoàng anh đi đâu đây? Đi kiếm người đó. Ủa. Nghe tao hỏi nè, cái ATM gạo này của ngươi sao? Cái ATM gạo này à? Dạ. Đúng như vậy á. Ê, nói nghe,
nguyên một cái chuỗi hành động vừa rồi là phục vụ cho ba cái chữ đúng như vậy hả? Dạ cha 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 cha. Dạ y như vậy ạ. Trời ơi, hai vợ chồng này làm gì giống như Sơn Đông Mãi Võ quá vậy? Thường ra đang làm nhiệm vụ mà. Nhớ chứ, để về nhà đi. Bị lạc á, bị lạc. Thôi kỳ lắm. Tảo Hồng. Dạ. Báo cáo chính xác cho ta nghe. Dạ. Thôi, mà nói bình thường được rồi. Dạ. Thiệt ra cây ATM gạo này được chế ra từ trí thông minh, sự sáng tạo và lòng nhân đạo của con người, nhằm giúp cho bà con bá tánh vượt qua kiếp nạn, vượt qua những ngày khốn khó do dịch. Hay quá, đúng là vợ của ta người, có khác. Con người thật là có tâm và có tầm nha. Lá lành đùm lá rách nên thần quyết định ở lại đây để coi, chăm sóc cho mọi người, chăm sóc cái ATM này. Hay quá, đúng là vợ của ta. Dễ lắm, dễ lắm. Quá trời ơi. Đứng lại. Tách ra ta mới ra. Xin chào bà. Ta không phải là bà. Ờ, chào ông. Ta cũng không phải là ông. Vậy tôi phải kêu bằng gì? Gọi chung là ông bà. Dạ, chào ông bà. Vô duyên. Ông bà chưa nói gì mà. Đứng lại. Ủa, tôi đâu quen biết gì ông bà. Ông bà là ai? Ta là ai à? Nghe ta giới thiệu sẽ hết hồn. Ta chính là Thủy Ưng Đại Pháp. Thủy Ưng Đại Pháp? Không hiểu. Hứa tiên ăn học cho dữ mà không hiểu Thủy Ưng là gì. Đứng yên người ta giải thích. Ưng chính là một con chim ưng. Cái này là con vịt rồi mấy chị. Con chim nó khác. Mừng lại Thủy Ưng. Ưng tu luyện 200 gữ năm và trở thành người được đặt tên là con bé Thúy. Chào bé Thúy. Đứng lại. Lại vô duyên. Sao vậy? Chuyện gì? Ngươi có biết là trong người ngươi đầy xà khí. Xà khí? Phải. Bé Thúy, ta chỉ nghe là có âm khí, dương khí, cùng lắm là vũ khí. Ở đâu ra xà khí? Thời nay là thời bình, làm gì có vũ khí. Người ngươi đầy xà khí. Xà khí gì? Ta không hiểu. Bây giờ mới là điều quan trọng. Hiện nay có phải là Hứa tiên sinh đang sinh sống với hai con nữ? Đúng vậy, đó chính là nương tử và em gái của cô ấy. Nương tử có phải là một con nhỏ trắng như bông bự? Đúng vậy. Còn em của nó có phải là một con nhỏ xanh như đít nhái? Là màu xanh đây nè. Đúng vậy. Thì sao? Hai con đó là hai con xà tinh tu luyện ngàn năm. Nó xuống trần để nó hại nhà ngươi. Nói bậy, ta không tin. Bậy à? Anh Tiên nói, anh Tiên nghe. Nhiều khi anh Tiên học quá, anh Tiên không có để ý mấy cái chuyện mà động vật học, sinh vật học. Con rắn nó tu thành người được. Con chị tu ngàn năm, con em tu 500 năm. Đúng. Trời ơi, ở chung với nó là nó hút hết sinh khí của tiên sinh. Không, ta không tin. Không tin. Cảm ơn muội. Chuyện gì vậy? Đây, rượu hồng hoàng. Để làm gì? Đem về cho chúng uống ngay dịp Tết Đoan Ngọ. Khi chúng uống xong, nếu chúng có nằm sải lai ra chết, nhớ viết thơ và cột vào chân của chim bồ câu, chuyển phát nhanh, nhớ nickname gửi cho ta, đó là Thủy Ưng, và ta sẽ tức tốc đến ngay.
Chúc chàng bảo trọng. Cố gắng lắm mới mang được đôi guốc này. Ta đi đây. Mùi, tại sao vậy hả mùi? Tại sao bây giờ mùi thổi sáo, mùi dù răng tới đây làm cái gì? Ôi bà tỷ, tất cả là lỗi của bà tỷ hết. Ngày xưa hai chị em chúng ta vui vẻ, lúc nào cũng bò bên nhau, lúc nào cũng đi săn bên nhau. Vậy mà từ khi bà tỷ yêu chàng Hứa thì bà tỷ bỏ rơi em, bà tỷ không quan tâm đến em nữa. Em buồn quá, thế là em mới dụ rắn đến đây để chơi với em. Em ơi, nhưng mà em dụ mấy con rắn chi? Mà con nào con ấy nó đẹp lộng lẫy hơn hai chị em của mình, ngu hết sức ngu hà. Làm sao được, tại vì con nào cũng đẹp sẵn rồi, bây giờ làm sao nó xấu hơn mình được chứ. Gì cười gì vậy? Một cái cục màu nhiều quá trời nhiều. Ai gặp ta cũng hỏi ta là ai. Nhất hiệu Thúy Ân. Trời. À Thúy Ân, em của Thúy Mama đi mà. Sai bét. Chúng ta cùng loài với nhau chính là những động vật. Vì ta tu luyện không lại các ngươi nên ta hại các ngươi. Ta là con người, chúng ta là con người. Hai ngươi là con rắn. Ta không biết con rắn là con nào hết trơn trời á. Cãi à, đánh nó cho ta. Các em tung trận. Trời quá, ta muốn đánh với hai các ngươi, coi phép thuật ai cao hơn. Được, để em đây. Thanh Muội. Dạ. Chị em ta xung trận. Xung trận. Đánh nó trước đi em. Sao vậy? Sao chuyện quá trời là tỷ mà. Mang guốc đánh hỏng lại. Trời ơi, đi có lộn mà đi mang guốc hả bà nội? Vô. Vô. Coi như ta đã thắng. Bây giờ ta có 3 câu hỏi hỏi các ngươi. Trong nhà có củi lửa hay không? Sao tự nhiên đi cà thọt vậy? Nó liền một chiếc cuốc rồi. Trong nhà có củi lửa hay không? Có. Có bột nêm hay không? Có. Có rau và bún ăn kèm hay không? Có. Đưa cái lẩu cho ta. Chứ vậy? Ta sẽ bắt hai ngươi làm thịt. Và đây, rắn hầm xả. Nhà ngươi tính làm thịt chị em ta à? Tính nấu lẩu chị em ta à? Dẹp mộng đi Thúy. Đọc đi. Hai. Hội bảo vệ động vật hoang dã, động vật quý hiếm, cấm săn bắt hái lượm. Mà nếu muốn săn bắt hái lượm thì ngươi có thể mang tội và có thể bị phạt tù 7 năm. Chết ta rồi. Đến rút lui. Từ nay ăn chay đi. Trời ơi, gì đâu mà ngang. Cái quán đó thì kế bến xe à, mà khách đi qua đi lại. Đã vậy mua vé xong rồi đi thẳng một mạch lên xe luôn. Không ai ghé mua một ổ bánh mì. Thiệt tình. Trời ơi, chưa thấy ai như tôi vô phước cưới nhầm con vợ. Ta nói nghe, chủ một cái tiệm bánh mì hoành tráng gì đó, nó không có bán buôn một cái gì cả, nó nằm nó ngủ không à. Ngủ coi kìa, có cái họng kìa. Trời ơi, y như con cá chùi kiến vậy à. Nè, vẫn thức nè. Không thức nè. Giơ tay lên nè. Không thức luôn nè. Dân phòng tới kìa. Cái gì nè Quân? Cái gì
mệt không? Mệt chứ. Văn phòng nào tới? Tôi tới nè. Trời ơi, ông nói thiệt nha, cái giấc ngủ của tôi không bao giờ mà được yên ổn với ông hết trơn á. Công nhận bà mạnh thiệt quá. Sợ chứ sao không sợ? Trời ơi, ủa mì là cả cái gia tài của mình mà ông. Ông bà mạnh thiệt nha. Dễ sợ luôn. Công nhận nha, bà cầm nguyên cái sọt bánh mì này mà. Trời. Gì thiệt? Đàn ông gì mà thiệt á, tôi thiệt á, nhiều lúc tôi suy nghĩ hoài à. Tụi mình lấy nhau gì mà nhiều lúc tôi cứ nghĩ ông là vợ tôi mà tôi là chồng ông không á. Hay à. Đó, ông thấy không? Ba cái công việc ha, cho bánh mì, làm bánh mì nè, là ông làm. Đúng rồi. Ha. Còn tôi là bốc vác nè, bưng bơ nè, rồi ba cái chuyện ngủ ngơ cũng một tay tôi lo. Đúng rồi. À, ba trong cái tiệm bánh mì nè, bà là phải người là cái người mà đứng là canh là kêu khách vô. Thấy không? Khách ăn á là phải phục vụ cho khách. Bây giờ tôi phân công vậy nghe chưa? Nếu mà có khách tới nè, tôi là người bán bánh mì. Còn bà đó là bà phải phục vụ những cái dịch vụ để làm sao cho khách đến đây người ta hài lòng, người ta an tâm, người ta ăn và người ta trả tiền, người ta vui. Mà tôi nói thiệt cho cái vía vợ chồng mình bán bánh mì sao mà nó ớ quá trời quá đất. Ông nghĩ cách nào buôn bán cho nó đông khách chứ? Tại bà kìa. Tôi thấy tình hình là không có một món khách nào để vô cái tiệm mình ăn bánh mì ở trơn. Tôi không hiểu tại sao. Mở quán ra là nó ớ dài ở dẫn, ngày nào hai vợ chồng cũng gặm bánh mì. Tao nói như gặm xương chó vậy đó. Mình nín đi. Vậy bà đó, bà không lo tân trang cái nhan sắc. Người đâu nhìn sủ gần chết luôn vậy hả? Ta gặp bà người ta là sao dám ăn bánh mì. Đó. Thôi, được rồi, đứng yên. Thôi bây giờ nè, không có nói nhiều nữa. Bà đó, bây giờ bà vô bánh xe đi. Bà vô thẳng ở trong luôn á. Bà coi ông khách nào á mà khù khù khờ khờ cái mặt mà ngu ngu á. Bà lôi vô đây, nghe chưa? Nhớ đi nghe chưa? Rồi. Ra đi. Ê, mình ư, có khách trai trẻ đẹp luôn. Để đem ra anh đón. Quay. Cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Đi ra đón khách chứ. Đi lại coi, đi lại. Cái gì vậy? Hả? Tướng mà đi ra ngoài mà giật đồ hay sao vậy? Đi cho thùy mỹ nết na dịu dàng lên coi. Không, mình đi nhẹ nhàng. Đi, mình đi thùy mỹ nết na. Thùy mỹ nết na nhẹ nhàng. Đi nhanh lên. Phải không? Đi nhanh lên. Trời, không phải nói. Thôi thôi. Con trai trẻ đẹp, đô con bụng xấu cục vô đây. Hey, hey. Anh ơi, có khách hey, anh hey. Anh ơi, dạ mời anh ngồi. Đỡ đó em bốc vác cho. Đỡ đó anh đỡ. Cái này quý lắm á. Không, quý giá gì em bảo vợ cho anh được rồi. Được rồi. Dạ. Cẩn thận giùm nha. Dạ anh. Dạ. Lần đầu tiên cho phép vợ chồng em gửi đến bác lời chào thân ái và trân trọng nhất. Vỗ tay. Dạ. Dạ. Lần đầu tiên xin mời bác ngồi. Dạ. Không, phan. Ngồi đỡ đó, đỡ em. Không, mà bắt đầu gỡ này đi. Làm gì vậy? Đỡ á. Rồi. Dạ, tại gỡ nó bụi quá, con chùi cho nó sạch á. Bác ngầu, dạ anh ngầu đi. Bầu đâu? Dạ. Làm liền một ổ bánh mì. Dạ bác ơi, bác ăn bánh mì đúng không? Quán của con có rất nhiều loại bánh mì. Bánh mì không, bánh mì chả, bánh mì xăm bông, bánh mì pate, bánh mì chả lụa. Bánh mì nào cũng có, thôi bác ăn bánh mì thập cẩm đi cho nó ngon nha. Dạ, anh ơi, anh ăn gì? Dạ, cho ổ bánh mì thịt thôi. Dạ, đâu, cho ổ bánh mì thịt thôi. Rồi, dạ. Rồi anh... em ơi, phục vụ nước suối nha. Đâu, nước suối nha. Nước, chả đâu. Rồi, rồi. Chả. Rồi. Đâu khăn lạnh đâu. Rồi. Đây, đâu, ông nhớ lấy thịt thêm nghe chưa ông. Rồi, đây. Rồi yên tâm. Anh ơi, anh xài khăn lạnh nha. Đây, đó. Khỏi, tôi mua bánh mì thôi. Không, bánh mì mình phải có cái khăn lạnh chứ. Cái này có tính tiền không? Không, thì bác cứ xài đi, trời ơi, ba cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Dạ. Bánh mì ở đây á, cái nhu cầu phục vụ khách là dùng rau tư nhiều cho ăn nó xanh ngừng. Dạ. Đây là bánh mì thập cẩm của quán con. Dạ. Ăn một ổ, bổ cả ngày. Nha. Bác ăn đi. Dạ. Ăn đi. Dạ, thôi để tôi, dạ. tôi đem lên xe tôi ăn được rồi. Không, anh phải ngồi đây. Anh ăn để em phục vụ anh tận tình tận nơi. Không phải, chu đáo. Tôi sợ xe nó chạy. Em ở cái bến xe này nhiều năm này em rành lắm. Để đó em lo, không có trở xe đâu. Nếu mà trở em cõng bắt ra ngoài cái xe liền. Dạ.
Dạ. Ăn đi. Dạ. Ăn đi. Mình ăn mình phải văng đi vài cái, dạ, mình ăn nó mới ngon. Ăn rồi. Dạ. Dạ. Đang ăn rành tháng 7 rồi đó. Dạ. Ngon lắm. Dạ. Nhà. Cái gì vậy? Nhà nước, bia. Nước, nước bia, bia, bia. Uống cho người nó phê. Dạ. Chứ là phải đổ trên đầu vậy á. Dạ, dạ. Cái quán đây cái xì tai phục vụ nó vậy. Lại không? Lại không? Lại mất luôn. Tổng tổng thọ, tổng thọ. Dạ, bánh mì con năm sao mà. Dạ. Rồi. Em ơi, dạ, bác xa cho bác đi, bác rau, 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 được rau. Dạ, trời ơi. Cái quán này lạ ghê. Còn đây nữa. Dạ, uống hả? Dạ, anh uống nước đi anh. Có em phục vụ cái bên nữa. Dạ. Để em đấm bóp cho anh. Dạ, hôm nay thời tiết nóng quá. Dạ. Anh ăn. Ủa dạ, gì mài dao chi cho nào? Dạ, mài dao rồi chuẩn bị sắt chả. À, sắt chả. Ai mà lãng quản tôi sắt người đó luôn. Dạ. Thôi, coi nè. Cái gì vậy? Ồ, sắt thiệt. Sắt thiệt luôn. Dạ, lời đầu tiên, con xin nói với bác luôn. Dạ. À, tiệm bánh mì của con phục vụ uống nè, rồi ăn nè, rồi ngoài ra thì tụi con còn có phục vụ ca múa nhạc. Ủa? Có ca múa nhạc, ca múa nhạc nữa. Dạ, dạ, có ca múa nhạc. Do tiếng hát của nữ ca sĩ Thị Nga. Dạ. Con là Nga Mì. À, biệt danh của con Nga Mì là tại sao? Tại ta tiệm con bán bánh mì nên tên của con là Nga Mì. Dạ, hôm nay để kỷ niệm ngày. Khoan ơi, khoan 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 nè, khoan nè. Dạ, sẵn rồi, bữa nay luôn rồi, như cho bác ăn buffet luôn. À. Buffet luôn, buffet luôn. Không. Buffet luôn. À. Bác biết không, trong cái thời điểm mắc mà mắc tiền lắm, tôi không có đủ tiền trả đâu. Không có nhiều hết trơn á, đây nè. Trong cái lúc mà con ngồi hát, bác cứ ăn mấy cái này, ăn ăn chơi uống bia cho vui thôi. Mà bác bình tĩnh nha, nghe con hát nha. Rồi. Dạ, hôm nay để kỷ niệm mà ngày bác đến đây, quán rất là đông vui. Dạ, đông lắm, đông quá trời đông. Có hai tụi con với lại bác. Dạ, con xin gửi tặng bác một cái bài để kỷ niệm cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất là vui, đó là bài hát Mét Nè Che Che Che. Dạ. Tôi thấy là cái hình như nó cái hát điên đường còn nhạc nó nẻo nẻo. Dạ. Bác, hôm nay bác ở đây ăn vui, con sẽ phục vụ văn nghệ cho bác với một tiết mục múa cột. Hay quá. Sao cô múa cột với múa khỉ vậy? Dạ. Tại vì múa khỉ với múa cột nó cũng na ná giống nhau, kiểu gì cũng phải đu cái dạ, cột để múa. Á! Ây da! Cái gì vậy? Kiến lửa nó bò trong người đâu ơi. Chết rồi, chết rồi. Để em cởi áo ra, cởi quần ra. Thôi được rồi, cảm ơn nha. Thôi bây giờ tới giờ xe chạy rồi tôi phải đi. Bây giờ tính tiền đi, ổn bị tôi nhiêu vậy? Khoan, tính tiền nha. Công nhận nha, cứ mỗi lần mà muốn khách đi là em đòi cởi quần áo gì kiến lửa khắn là khách bỏ đi liền. Mình phà quá bệnh rồi, tính tiền đi. Hiệu quả. Rồi, ổn mì... bán đợi xíu nha, để vô con ghi quá đơn. 30 ngàn. Cái gì? Ổ bánh mì thịt đặc biệt 30 ngàn. Sao? Tôi muốn ăn ổ mì 10 ngàn của đây đấy nè. Dạ, 10 ngàn là cái ổ không, còn 30 là có thịt có rau luôn. Dạ. Bánh mì không là 10 ngàn. Dạ. Ừ. Bánh mì không là 10 ngàn ở bến xe mà bác, rồi xe được, xong rồi, mà. Được rồi. Dạ. À, đây, bao nhiêu? 30 ngàn hả? Dạ, 30 ngàn. Hơi mắc đó nha. Sao mắc hoài vậy? Mấy cái dưới quê tôi bán có 5 ngàn ổ bánh mì trang á. 5 ngàn mà ông về dưới quê ông ăn nha. Cái này ăn bánh mì Sài Gòn mà ông làm như ông ấy vậy. Rồi, 30 ngàn mà còn trả vé nữa. Thôi, tiền tôi đi. Em ơi. Cái gì anh ơi? Cái tiền bánh mì á, em tính cho bác chưa? Rau, bao nhiêu vậy? Tính rẻ rẻ thôi nghe chưa? 30 ngàn. Chút nữa mình sẽ thối lại cho bác 20 ngàn. Rau. Nghe chưa? Làm ăn phải đàng hoàng. Dạ. Con là con không có thích làm ăn mà cái kiểu mà chặt chém kiểu đó. Đúng không em? Đúng không? 30 ngàn đúng không? Rau. Thối bác lại 20 ngàn liền. Rau. Nghe chưa? Con người anh là sòng phẳng. Đây, thối bác lại 20 ngàn. Rồi. Đàng hoàng. Ha. Dạ. Ưu tiên ha. Dạ. Rau. Nhưng đó là tiền ổ bánh mì bác à. Ừ. Còn tiền dịch vụ khác, vui lòng bác thanh toán giùm cho con. Ủa? Tổng cộng luôn. Bánh mì và dịch vụ luôn, dạ 1,5 triệu. Cái gì? Bánh mì là trẻ rồi, còn mấy cái dịch vụ lặt vặt này nè. Ăn lạnh, 1,5 triệu. Mua, bia,
hồi nãy rõ ràng là cậu đó có nói là mấy cái này là miễn phí mà. Trời ơi, bác nói cái gì vẫn chơi bác. Buôn bán trời, tụi con cực khổ quá trời luôn. Trưng bày ra vậy mà bắt ăn quá trời, ăn ngập bản họng luôn mà làm gì mà có chuyện phi trời. Cô ơi, rõ ràng là miễn phí tôi mới ăn chứ tôi đâu có đói đói bụng dữ vậy đâu. Tôi muốn ổ bánh mì thôi mà. Thôi bác à, bác này bắt dẫn bây giờ, ra ngoài à. Thôi tránh ra đi em, để anh nói chuyện đàng hoàng với bác. Con là con không thích làm nói chuyện với người lớn mà quát tháo kiểu đó. Mình nói chuyện với người lớn mà mình quát tháo, người ta nói mình như vậy là không có học, thấy không? Mà con là người đàng hoàng, con buôn bán là có đạo đức, thấy không? Con nói cho bác nghe, trên đời này không ai cho không ai một cái gì cả. Bây giờ bác tính sao đây? Giờ 1,5 triệu bác có không? 1,5 triệu đây. Nói thiệt với cô cậu là tôi chỉ có 50 này thôi đó. Tôi dưới quê lên mà. Bây giờ sao? Bây giờ bác muốn sao? Bác muốn sao? Bác muốn sao? Hay là gì đi? Nếu mà bác không có 1,5 triệu thôi bác để lại cái ngón chân cái bác đi. Không à, xin tăng tỷ mà. Không, đừng. Ai mà ông ác vậy ông? À. Đi mà bắt người mà cắt cái ngón chân cái, đồ cái thứ ác độc không à. Bác, con xin lỗi bác, chồng con nó hư dữ. Con là con không cắt ngón chân cái bác, con thẻo thịt bác không? Ê, cái gì? Con thẻo á, con thẻo thịt. Thẻo hả? Con thẻo. Ở dưới tôi ta nói là cắt thịt. À, coi như là thẻo không thích, chơi cắt luôn. Ê, ra, đưa đây tôi két luôn. Không, cắt là cắt trả lụa. Cứ dùng cái từ thẻo cho anh. Thẻo. Thẻo nó giảng học lắm. Cô, tôi đang nghĩ cô mà. Thôi bây giờ vậy nè. Không ấy, tôi không có tiền, tôi để lại cái túi đồ này cho cô nè. Rồi, vậy cũng được đi. Quyết định vậy đi. Anh, không có tiền mình có túi đồ này em thấy nặng nề. Thôi rồi, thấy bác cũng là người đàng hoàng, cũng là người chân chất nhà quê. Tôi cũng nhà quê mới lên đây thôi. Bây giờ bác để lại cái bộ đồ này không? Em ơi. Hả? Trong cái giỏ này biết đâu cũng ổn, cũng bộn, thấy không? Thường ăn già già. Nặng quá trời quá đất luôn mà. Quá trời luôn nè. Trời, cái gì đây? Nguyên một bịch ni lông. Trời ơi, quá trời. Trời, cái gì đây? Cái gì đây? Nữa, lại một cái hộp nhựa. Trời ơi. Trời, cái gì đây? Đồ giày thu quá. Hết rồi. Không, thu quá vậy trời. Dạ, đôi giày này 3 tháng rồi. Ê, tôi thấy rồi. Trời ơi, có nè. Đây. Cái gì vậy? Một chai thuốc trừ sâu. Thu quá. Lấy chai thuốc trừ sâu làm gì? Thì mình... Không có nhiều đó. Sử không vậy thôi. Mấy cái đồ này á, đem về làm gì ha? Bây giờ sao? Bây giờ bác không sợ con phải không? Nga mày. Yeah. Lập tức biểu diễn võ thuật cho ông coi. Sợ chưa? Chưa. Ủa sao vậy? Bà đánh gì? Sao ta sợ? Mệt quá, dẹp đi. Muốn quá trời muốn mà. Bán lên đây. Bán lên đây. Thôi bà tha tôi mà của cậu. Tôi không có đánh võ. Trời ông lại. Thôi mà cậu. Ngồi xuống. Đang nghỉ mà. Đi. Trời ơi, hai người dừng lại đi. Trời ơi. Hai người dừng lại đi. Bác nó làm gì vậy? Trễ xe rồi. Đi ra. Không đi được con ơi. Đi ra. À. Không đi được. Mấy người này không cho bác đi. Đứng yên. Không được đi đâu hết. Bác này vô đây ăn quán tôi, restaurant bánh mì của tôi mà là thiếu 1,5 triệu. Bác phải trả cái đủ cái số tiền rồi bác mới được đi. Đây, anh coi đi. Số tiền 1,5 triệu. Cái gì vậy? Bây giờ anh... À, anh là người thân của ổng đúng không? Không, tôi với ông này không có thân, nhưng mà tại nãy mua vé chung có nói chuyện rồi biết. Nhưng mà đi chung chiếc xe bây giờ trễ rồi, đi lẹ đó chú. Nè, đứng đó. Muốn đi thì bỏ lại 1,5 triệu. Muốn đi thì bỏ lại 1,5 triệu. Làm anh hùng đúng không? À, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì. Cái gì? Mỹ nhân nào đây? Ở đây mỹ nhân nào? Ổng đó. Bác là mỹ nhân à? Phải không? Không. Không hiểu mà. Thôi vậy nè, hai người nãy giờ tôi thấy ngoài kia rồi. Bác ăn ổ bánh mì làm gì tính 1,5 triệu dữ vậy? Tha cho ông, bác không đi xe, trễ xe rồi. Anh không có ở trong cái cuộc này nên anh không có hiểu được cái chuyện của tụi tôi. Đúng vậy. Tụi tôi đã lao lực cực khổ. Tôi massage cho bác nè, tôi mua lửa nè, tôi mua cột nè. Nó... Thậm chí tôi còn quỳ xuống để tôi phục vụ. Rồi chồng tôi phải đưa nguyên cái đầu của chồng tôi để dâng bia, dâng rượu cho ông. Mà ông còn quỵt tiền của tôi. Bây giờ không có nhiều đó. Thôi mà mấy anh chị bình tĩnh nghe em nói đi. Mấy đó thiệt ra em biết hết rồi, mấy chiêu trò mấy anh chị tội nghiệp, tha cho bác đi. Còn cái này... Ê! À, mày dám chống đối với tụi tao đúng không? Giờ không nói nhiều nữa. Mày không nói nhiều mày nữa. Mày biết tao lại không? Tao là ai mày biết không? Bán bánh mì. Đúng, tao là bán bánh mì. Đồng thời tao là ai mày biết không? Chồng của bà này. Đúng, hay là nói chính xác em ơi, chính xác. Hay quá, hay quá.
Nè, chưa, tao cho mày biết nha, tao là giang hồ gốc ở tại bến xe này. Mày vô bến xe Liên Tỉnh, mày hỏi tao đi, mày hỏi tên tao đi, người nào cũng biết. Mày vô tới đây là mày vô đúng cái ổ tụi tao rồi, mày không ra được nữa đâu. Mày trả tiền 1 triệu nữa cho tao, còn mà không, mày bỏ mạng ở đây. Đúng rồi, trả tiền đây. Con ơi, con chừng con ơi, hay là mình... Thôi thì giờ vậy, thôi giờ thì có qua không có lại thôi, chứ giờ biết sao giờ. Ôm đại bàng. Ôm đại bàng. Trời ơi, mình đụng giang hồ thứ thiệt rồi. Giang hồ thứ dữ hả? Chạy, chạy lắm ơi. Rồi mình chạy luôn bác ơi. Mình chạy luôn, mình chạy luôn. Cái này hồi nãy giờ con dễ. Chạy đi, chạy đi. Dạ con cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ cho vợ chồng con ăn nên làm ra, con cảm ơn. 2, 3, 4. Cái tướng ngồi đếm tiền thấy ghét quá. Trời ơi, trời ơi ông ơi. Tiền mới tiền gì mà nó dày, mới cứng trời ơi. Tao nói cạo râu ông còn được. Nhẹ nhẹ của trường nước tay á. Trời ơi, hai vợ chồng làm giàu mà làm giàu cái kiểu này thiệt á. Sướng á. Công nghệ thời buổi bây giờ internet cái gì ba cái đồ Facebook mà nó giúp mình quá trời quá đất luôn. Bây giờ tôi tính vậy nè. Tôi nói ông nghe, từ cái ngày mà hai vợ chồng mình cứ giả nghèo giả khổ, quay cái clip quăng lên Facebook cho số điện thoại người ta gửi tiền về Hà Rầm. Tính về nha, đợt này bà bệnh đi, đợt sau tới tôi bệnh, tôi bị gia cốc, chắc cũng nhiều tiền lắm. Tôi mà mỗi lần bệnh á, tôi phải thuê người ta quá trang lên cho nó giả bệnh. Không vậy, còn cái mặt bà... ông á khỏi cần quá trang. Đó nó đỡ tốn kém. Nhìn ông là tôi thấy cái bệnh nặng luôn à. Mà mặt tao nói nó lủng, tao nói như hố trong vậy đó. Mà ông nhận nhờ cái mặt hai vợ chồng mình nó nghèo khổ vậy, mình xin được biết bao nhiêu tiền về mới có được nguyên cái cơ ngơi bự chà bá lửa gì luôn. Ông thấy ông nhà cao cửa rộng. Sắp con tới lắm. Nha, tôi tính rồi nha, kiếm nhiều tiền cái là mình xây cái nhà này lên thành một cái cao ốc luôn. Cái building luôn, ở dưới mình cho thuê hết. Ở dưới cho thuê, mình ở trên. Ở trên sân thượng mình ở trển. Mình đi tới đi lui bằng trực thăng luôn. Nhưng mà mình phải mua một cái nhà nhỏ nhỏ nghèo nghèo đợt sau tới tôi bệnh. Không, không có cần nhà nghèo nghèo nhỏ nhỏ gì hết. Mỗi lần cứ bệnh hoạn là ra đường nằm dài để cho tôi. À dạ. Không, bây giờ đừng nói chuyện bệnh hoạn, bây giờ mình nói đến cái chuyện chia tiền đi. Mèn ơi, tiền nhiều quá không biết sao chia ngoài để điểm lại. Hay quá ha. Ngồi đó chia tiền ha. Hên à, tôi để quên cái áo tôi qua tôi lấy, tôi mới thấy được là vợ chồng mấy người ngồi ở đây chia tiền. Chia tiền mà sao không kêu tôi vậy hả? Dạ. Ủa bộ định ăn chặn một mình sao vậy hả? Dạ. Không phải, cái này là mới đợt 1, tới chừng nào tới đợt 2, đợt 3 mình cộng thôi, lại. Thôi đi, đừng có cộng, cộng rồi biết chừng nào. Bây giờ đợt nào chia đợt đó giùm tôi. Chỉ qua tới nơi rồi giờ mình phải chia. Thôi được rồi, bây giờ tụi em cũng đã có một cọc tiền này. Ừ. Thì thôi để chia cho chị. Đây. Có 2.000 tiền lẻ gì cầm giùm em được không? Hả? Nghĩ sao đưa tôi 2.000 vậy? Thì cái công mà mình bót lên. Nè thôi nha, hợp đồng ký rõ ràng nha, 5 năm nha. Thôi bà quá bà. Ba người chia ba, tự nhiên cái đâu ba người chia 5 năm mà người chia ta bệnh sao chia? Cực khổ lắm chứ bộ. Tôi xin lỗi mấy người, hai người bệnh cực khổ vậy, tôi post status lên trên Facebook của tôi mà không cực khổ hả? Nếu mà không nhờ có status của tôi thì làm sao mà người ta biết đến mấy người hả? Xin lỗi mấy người, cái Facebook của tôi là biết bao nhiêu người like, cả 1.000, 2.000 người like, cái lượt like nó vô kể lắm chứ bộ à. Nhưng mà tôi cũng xin lỗi chị à. Vợ chồng tôi phải đóng xin lỗi mà làm cái gì hôi như vậy. Bệnh của bà, bây giờ cũng tao khỏi tiệt. Người ta bệnh ngày rồi, nào người ta cũng phải cho... quá trang. Trời ơi, tao nói nắng nó ăn vô da, bây giờ cái mặt tôi nó xấu quắc luôn rồi, chị thấy không? Bây giờ không nói nhiều, bây giờ không chia 5 năm đúng không? Tôi sẽ lên trên xì ta tút của tôi đăng là mấy người lương gác. Để coi tôi lúc đó mấy người ăn mày thiệt. Thôi thôi, để khỏi đi chị khỏi đi, để em chia 6-4 luôn, tụi em 4 chị 6 được chứ chị. 5 năm. À 5 năm nữa hả? Chị 8 sòng thẳng, tôi biết tánh mà. Chị 8 sòng thẳng, 5 năm hả? Nói chia nhiều. Thôi giờ bỏ đi. Thôi mà bỏ đi, có như mình vô đi chị. Bỏ đi, sao bỏ không được. 5 năm hay 5 năm? Bỏ, 5 năm. Ngu dữ trời trời. Đó, 5 năm, đây.
gì đó, 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 rồi đó, ha. Bằng nhau rồi đó. Đó, rồi chị cầm đó đi. Bởi vì mấy người thì không có biết gì hết trơn trời á. Tôi á là tôi bói lên xì ta tút của tôi là tôi cực khổ lắm, tôi là hằng nga tái thế mà người ta theo dõi tôi là theo dõi những cái điệu múa hoành tráng của tôi, hiểu không? Dạ. Tôi múa đẹp người ta theo dõi, tôi trị bệnh cho người ta. Dạ, cuộc đời của em cũng chưa thấy người nào mà coi bói mà giàu như chị á. Trời ơi, chị bóc lột trên cái sức lao động của tụi tôi, ta nói hột xoàng bả đeo mà tao nói hả, cái cổ bả nặng trĩu luôn mà tay bả đeo tao nó đá. Tay bả bị dài vậy nè. Rung nha. Rồi thôi, đi về à, để quên cái áo, giờ qua lấy cái áo xong rồi chia tiền rồi đi về. Quên cái áo chi rồi tự nhiên mắc công chi đâu đi ra bực bội muốn chết luôn vậy đó. Hết quá bà không thấy tiền đô đâu. Cái mai vậy? Dạ chào chị. Chị cho tôi hỏi đây có phải nhà của anh Tư Cao không ạ? Tư Cao? Có người kiếm kìa. À vậy chị là chị vợ hay là chị là mẹ của anh Tư Cao vậy? Không, vậy không có liên quan gì Tư Cao hết trơn á, bạn thôi à. Anh dạ. Tôi Tư Cao. Dạ, chào anh. Dạ. Dạ. Anh này là anh Tư Cao hả chị? Đúng rồi, Tư Cao đó. Dạ, dạ anh, em vợ Tư Cao. Đây, vợ Tư Cao. Dạ. Vợ tôi. Ủa dạ. Sao hai anh Tư Cao trong hình Facebook thấy ảnh cao lắm mà sao? Trời dạ. Ơi, kéo dò lên mấy hồi trời ơi, bây giờ có phần mềm đó mà. Không lại, bây giờ Facebook nó kéo dò lên. Ủa chị là vợ anh Tư Cao hả? Dạ, tôi, vợ tôi. Tư Cao. Ủa sao nghe nói chị bệnh nặng mà ta? Dạ thì đúng rồi, em bệnh nặng lắm mà. Trời ơi, vợ ơi, đừng làm anh sợ mà vợ ơi. Thôi nữa đi. À, dạ. Xin hỏi chú em đây là gì? À, tôi là bên cái người mà nhóm làm từ thiện. À, tôi là đại diện ở Việt Nam. Bạn bè của tôi ở bên nước ngoài có gửi tiền tôi là nói là nhờ tôi làm từ thiện. Tôi có lên trên mạng internet đó, tôi vô cái trang cá nhân của chị đó, tôi thấy là chị đăng cái gì đó, có ai đăng cái gì đó hình như là chị nè. Dạ em là Hằng Nga. À, chị là Hằng Nga gì đúng không? Dạ đúng rồi, em là chị đăng Hằng Nga. Chị nói là đây là hoàn cảnh rất thương tâm. Tôi nghiệp vợ. Anh ơi dạ. Em bệnh quá. Nè bình tĩnh. Con có bị cái gì đi nữa thì đi khám bác sĩ. Mà bác sĩ đã nói rồi, bó tay rồi đúng không? Dạ, bác sĩ bó tay rồi, con bệnh nặng. Đi khám hết toàn bộ các cái bệnh viện lớn ở Sài Gòn mà không phát hiện ra bệnh của vợ em. Bây giờ không biết sao mà ba ho tối ngày. Trời ơi! Máu luôn nè, máu. Như vậy là con chở bệnh nặng lắm rồi đó vợ Tư Cao. Chị còn bị gì nữa không vậy chị? Dạ. Em còn bị. Đúng rồi. Ôi trời. Không phải gì. Em ngủ cứ lăn vòng hoài không có ngủ được. Lăn vòng vòng hả? Lăn đi má. Đi. Trời ơi. Lăn trời ơi cứ biết tưởng lăn hoài. Lăn lộn nữa, lăn luôn. Rồi nhiều khi bà đập đầu nữa, bà không ngủ được, bà đập đầu. Bà đập đầu đừng đập. Thôi trời ơi, đừng đập. Thương lắm, tội dữ lắm. Mà nói một hồi bà chết thiệt bây giờ. Trời ơi, đừng đập nữa, người ta biết rồi mà. Tội không? Bởi vậy á, chú em cứ nói với những người nào làm từ thiện của chú em, cái nhóm đó đó, giúp đỡ cái gia đình này đi, gia đình này tội nghiệp dữ lắm. Ủa rồi, bây giờ chị ơi, chị Hằng Nga gì đó, chị ơi, chị nói là chị chữa bệnh được mà sao chị không chữa bệnh cho chị Tư Cao đi? Phải chữa chứ, tại sao lại không? Hôm nay tôi qua đây là để chữa bệnh cho vợ Tư Cao mà. Ô vậy thì hay quá, chị ơi, chị giúp giùm cho vợ của anh Tư Cao đi chị. Bây giờ bác sĩ bó tay rồi, cái này chị cứ chữa đi, bao nhiêu tiền tụi tôi trả cho. Nhờ ơn trên thôi. Rồi lấy đồ nghề, lấy áo. Chị chữa đi, chị chữa đi rồi bao nhiêu tiền tôi trả cho. Nè, đây. Chị ơi. Con cứ ngồi yên đó. Anh chị thông cảm cho tôi ghi hình lại để tôi quăng về bên kia để cho mấy bạn tôi xem. Ê! Cái gì đó? Là cái gì đó? Dạ em ghi hình lại. Nè, khoan đã. Ghi hình đúng không? Dạ. Lượt Facebook bao nhiêu? Tôi like cao không? Dạ khoảng được 7 like. 7 like là 7 người bạn thân của tôi bên nước ngoài á, 7 người đó là triệu phú đó chị. Được. Cứ đưa like lên trên Facebook đi, xong rồi share cái clip qua cho tôi nữa. Dạ nha. Bây giờ tôi thêm được một người bạn là 8 like rồi. Đúng rồi, được đó. Rồi. Dạ, bây giờ là... tôi xin phép ghi hình lại nha. Dạ ghi hình lại đi. Ghi hình lại đây đó. Bệnh đây. Nặng dữ lắm rồi. Chị Tám ơi, ráng chị bệnh giùm cho vợ em nha chị Tám. Giúp đỡ chứ trời ơi, mình là người
Sao hôm ông trên cho tôi được có cái khả năng là mình giúp đỡ được. Bây giờ anh quay hai vợ chồng em trước đi. Dạ, anh quay hai ba mấy má có yên lặng để cho người ta chữa bệnh không? Dạ, em phải ghi hình chứ cận cảnh rồi mới lấy bệnh. Thôi được rồi, để chị tám chị. Trời ơi, chị ho văng vô điện thoại tôi hết chị. Phải ho vậy người ta mới thấy mình bệnh chứ. Dạ. Bây giờ mình ơi, mình ngồi xuống đây đi để chị tám chị. Ngồi xuống. Bị bệnh mà nhoi quá. Bệnh phải nhoi. Ngồi xuống. Nhoi mới lấy được. Ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đó hả? Để người ta chị bệnh cho mà. Ủa anh chị cãi nhau chuyện gì vậy? Không có cãi gì vậy? Không hiểu được. Chị nói chị này bệnh nhoi là bệnh sao chị? Dạ không có, đang bàn cái bệnh bớt nhoi. Không phải. Im đi, đừng nói nữa. Im lặng luôn đi nha. Từ đây cho tới cuối cùng im luôn đi. Mỗi nhạc đi ba, nghĩ sao không mỗi nhạc vậy? Ủa là nói nhỏ nhỏ gì vậy chị? Không, kêu mình mở nhạc lên để mình trị bệnh. À là chị nhập xác về. Dạ, đó hả chị? Dạ đúng rồi, Hằng Nga tái thế. Dạ đây chị Hằng Nga, chị bình tĩnh đúng không chị? Bình tĩnh chứ. À. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi. Nhạc nha. Ta ta sợ lắm. Bệnh ta đó. Chỗ đẹp đó thỉnh kinh rồi mà chị. Sao chị còn múa quá vậy chị? Chỗ đẹp thấy anh đã thỉnh kinh rồi mà. Có gì tùm lum vậy? Chị đá vô ghế luôn chị. Anh xích ra. Anh xích ra đi, chị không biết đau đâu. Trời ơi, giang hồn phạt hết trơn rồi. Cắt vô. Bà mua rớt hột rồi. Bà mua qua rớt hột rồi. Bà mua rớt, 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 rớt cái cục này luôn. Dạ anh ơi. Bà rớt cái cục này luôn. Tám ơi. Ôi, Ta so. Ủa, anh nói gì vậy? Đại Thánh á. Đại Thánh. Đại Thánh ơi. Sao rồi? Đại Thánh. Chu Mi à. Chu Mi Nga là sao? Cứu tôi với. Ủa, Đại Thánh là sao? Cứu tôi với là sao chị? Đại Thánh thăng thiên rồi, đang nằm nghỉ xíu, đừng hỏi nữa có thôi. Mệt quá. Xác bây giờ còn cái xác thôi. Đại Thánh đi rồi, Đại Thánh về trời rồi. Chị bệnh rồi, khỏe rồi đó, khỏe trời rồi ơi, đó. Tội nghiệp chị Hằng Nga lắm, mỗi lần mà chị chữa bệnh cho vợ chồng em xong nha là coi như em tỉnh như vậy đó mà chị chết. Ủa khoan, anh sao anh quay chị luôn đi. Anh quay đó. giúp anh nói, chị này là người tốt, người tốt nè. Giúp đỡ cho vợ chồng người ta mà chị bị gì luôn. Đó, có gì anh gửi chị này bạn. Người tốt nè. Dạ. Hai người này là người gì? Dạ tụi em là người bệnh. Đỡ tôi lên giùm đi. Nằm anh gửi qua bệnh luôn, có gì vậy? Một hồi nó nhập thổ. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao ở trên mạng nói là vợ của anh được Tư rồi, Cao được. Bị bệnh rất nặng. Bị ung thư gì mà? Dạ thì ung thư nhưng mà chị Hằng Nga cái chữa khỏi rồi chứ. Ôi, nguyên cái ung thư bệnh cho vợ Tư Cao rồi. Ung thư dạ. Cái vòm họng mạnh bây giờ nó lấn dạ. Qua nguyên cái vòm ngực luôn. Ung thư nó mọc nó nguyên đỏ, mấy cái cục đấy bự lắm. Hết rồi má ơi. Hết rồi. Lấy ra rồi. Thằng Nga lấy ra được rồi. Ủa vậy đó hả? Vậy là chị này chị được bệnh ung thư luôn hả? Dạ, chị được luôn. Ơn trên mà. Anh chị yên tâm đi. Hồi nãy em có nói với anh chị là em có tới 8 like, 7 like là ở nước ngoài. Dạ. Còn like thứ 8 là người bạn của em ở Việt Nam. Ủa vậy hả? Em tới luôn rồi hả? Anh ơi, tới rồi em mời anh, vô luôn nha. Người ta tới người ta giao tiền cho tụi em luôn rồi hả? Tới rồi biết. Ôi, nhanh làm gì hiệu quả ghê chưa? Hiệu quả dạ, dạ. Có cần like nhiều. Em đợi nãy giờ á. Quay hết rồi phải không? Quay hết rồi. Dạ em chào mấy anh chị. Dạ. Dạ nãy giờ bạn em quay hết rồi. Dạ. Em xuống em mời mấy anh chị đi với em luôn. Đi đâu? Ủa đi lãnh tiền hả? Sao nhìn quen quen ta? Nó nghe nè, chứ không phải mình giao tiền tận nhà hả? Không có. Giao tận nhà cho người ta đi, tại vì bệnh hoạn không có lên trển được. Không phải, tại vì em ở trên xã, em xuống là em mời ba anh chị lên xã luôn. Trời ơi, lãnh tiền mà ba đứa mình cùng lên luôn mới ghê chứ. Nó nghe dạ. Nè, bây giờ ấy vợ tôi bệnh đi không nổi đâu, để tôi đại diện tôi lên xã tôi lãnh tiền luôn. Không, mình đi một lượt, có xe ở ngoài chờ sẵn rồi, có người dìu luôn. Xí nha, cái này hơi cấn cấn nè. Quen lắm, hình như tôi bị gối, cái này tôi bị gối. Chị quên em rồi. Quen lắm mà nhìn hôm bữa ra. Em có ghé nhà chị lúc chị đang múa mà. Trời ơi, khách quen. Trời ơi, bữa chị bệnh hết bệnh. Không? Em không có xuống chữa bệnh. Sao? Em xuống em bắt chị. Thì đó, em không biết mà. Ê, cái này cấn mày nha.
Ê, cẩn thiệt á. Hôm bữa lúc chị đang múa cái em ập vô em bắt chị mang về xã rồi gia đình của chị lên bảo lãnh chị nói là chị bị tâm thần. Bữa nay có quay lại luôn rồi là chị không có bị tâm thần. Cho nên á em mời chị về xã để viết tường trình để người ta thưa chị cái tội lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi. Nữa hả? Dạ, mà bệnh lại rồi. Đúng trời, bệnh lại bao giờ ngày mà còn mở điện thoại nữa. Trời ơi, tôi cần, tôi cần. Tôi tưởng bà bệnh lại chứ. Này, ta không được nè. Ta không được. Ờ, tắt coi. Có bài khác không? Lần trước lên xã viết tường trình chị cũng múa yên vậy đó. Chưa có đi thu bài mới. Vậy bây giờ mời chị về xã nha. Không cần. Mời một cái gì ở đây? Xe ở đâu? Ở ngoài. Để tôi tự đi. Làm em gì? Lên xã trước nha anh. Hả? Mấy anh ơi, em tới đây. Trời ơi, ba đi lãnh tội mà như ba đi lãnh thưởng vậy đó. Chắc có bị tâm thần thiệt á. Tôi nói thiệt á, tôi nói thiệt với ông là bà Tám này nè, bà bị bác sĩ nên thấy không? Bà đi mà hùng dũng hiên ngang giống như không có sợ một cái gì hết trơn á. Bây giờ tới hai anh chị. Dạ em bệnh mà, em giờ tôi bệnh nặng lắm mà chú. Bệnh hả? Dạ. Lợi dụng lòng tốt của người ta để lừa đảo. Bằng chứng đâu mà anh nói tôi lợi dụng mà. Đúng rồi, bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Đầu xuân hoa lá xôn xao nơi như đón chào. Giờ anh xin đoán năm nay xin nợ thế nào. Gặp đồng hiền đức dễ thương, tuổi này buồn cho lắm con. Buồn cho buồn cho nhờ anh môi rơi môi mai đưa đường. Áo! Bán không? Dạ rồi, đặt nhúng nhảy cô nhúng ai chơi cái giờ này ông lo cái gì hết trơn. Ông đứng đó, ông cứ nhúng nhảy hoài vậy. Bà mới không lo đó. Giờ sao? Bà mới không lo đó, hồi nãy giờ tôi ra tôi thấy bàn ghế đâu. Cái bổn phận tôi nhờ bà sắp xếp bàn ghế ha, chén đũa rồi để cho bên đàn gái ta qua, bên kia ta điện thoại tôi nói là đàn gái ta rước dâu sắp về rồi, sắp tới rồi. Bây giờ bàn ghế mới kìa, có một cái bàn à, rồi không biết cái bàn này không có, rồi chén đũa không có, rồi bên đàn gái ta qua ta ăn uống cái gì. Bà đó. Bà cái gì? Bà nội ông hả? Bà nội ông phải không? Bà sao tự nhiên cứ kêu tôi bằng bà hoài vậy? Trời ơi, nhìn nhìn kỹ bà đi. Trời ơi, gần 60 tuổi rồi kêu bằng bà chứ lại kêu bằng cái gì? Dạ ông phải chết bây giờ đó. Tôi đã nói rồi, tôi ghét ai kêu tôi bằng bà lắm. Tôi đã dặn bà con từ đầu trên xuống dưới đừng có kêu tôi tiếng bằng bà nữa, mà phải gọi tôi là gái xuân. Trời ơi, tôi nói ốc. Trời ơi, tôi nói gì hết trời. Gì vậy? Trời ơi, bà mà gái xuân. Ông mà kêu tôi bằng bà nữa là tôi kêu ông bà ông nội đó nghe. Ê, bà nói cái gì? Tôi là ông nội của ai? Tôi chưa có vợ có con bao giờ. Tự nhiên bà gọi tôi là ông nội là sao? Tôi làm ông nội thì làm sao tôi có bồ? Vậy thì tập ngay là vừa. Ở trên đời này tôi không thấy người nào như ông á. Muốn làm ông nội cả cái làng này hả? Sáng sớm mình được tự nhiên cái la hét à. Ông làm như ông là cha của cha tôi vậy đó hả? Làm như là ông nội của người ta. La lối hết cái cả cái xóm này. Nói nghe nè, hồi nãy giờ người ta nghe hết. Bà đang thấy tôi la, mình thấy bà la là không à. Bà la thì có bà la bài hái là mà. Bà đối thường tôi là sao? Nín đi, nghe tôi nói nè. Ê, cái nhà ông có gương không? Không. Không có phải không? Ừ. Vậy thì ông ra ngoài cái giếng đó. Làm gì? Rồi ông chổng cái đầu ông vô cái giếng đó, ông soi lại cái mặt của ông coi. Mặt trời sao? Đất ơi! Người á thì lùn có một khúc hà. Hang mà bài đặt muốn cua tôi hả? Không dám đâu, bích cửa rồi. Vậy ơi. Bé yêu. Sao? Đừng có lươn mà chơi lịch nha cưng. Chơi lịch sao? Cưng chơi, tôi nói anh một khúc đã cưng. Tôi nhìn lại cưng đi. Cưng cứ vậy rồi, đó con bé chút béo vậy chơi. Đây, coi đi, dù gì ta cũng cao hơn ông đó. Đừng có nhón. Bà ngon bà bỏ đôi giày cao gót nào đi là bà biết ai. Ai cao hơn ai, ngon bỏ đi. Ngu sao bỏ? Bỏ là lùn hơn ông sao? Còn ông ngon bỏ cái đôi giày của ông đi. Tôi cũng ngu sao tôi bỏ? Tôi bỏ rồi tôi lùn hơn bà sao? Trời ơi. Xin lỗi bà nghe lùn lùn vậy chứ nó thiệt bà nha. Yêu toàn là người mẫu không nha. Cao 1m7, 1m8 không nha cho bà biết à. Trời ơi, người có bao nhiêu đây? Mà yêu cái người bên như đây không dám đâu, nó xạo quá à. Làm tôi nói thiệt bà nè, tôi nói tôi cầu hôn mấy cái cô người mẫu toàn là chân dài không nha. Họ cầu, tôi cầu hôn họ xong họ trả lời một câu luôn hả? Trả lời sao? Anh nghĩ sao mà tôi lấy anh vậy? Trời ơi, vậy không phải sao? Trời ơi, có chút dính vậy nè mà bài đặt yêu tới một người 1m7, 1m8 đặng đứng làm gì? Ông làm cái ghế cho người ta leo lên hay sao? Thôi nói vậy nói với mới đây nè bà, tôi mới chia tay người yêu nè. Chia tay trong đau đớn, chia tay trong
thất vọng chia tay trong thất bại. Trời ơi, người yêu tôi nổi tiếng lắm bà, nổi tiếng diễn viên điện ảnh đó chứ không chơi đâu. Diễn viên điện ảnh luôn hả? Mới lấy chồng. Người đó tên gì vậy? Vân Trang. Hả? Chẳng những Vân Trang, Vân Trang diễn viên điện ảnh. Tôi đến tôi dự đám cưới của Vân Trang mà tôi lên tôi hát nữa đó. Ông hát? Ông biết hát nữa hả? Biết rồi không? Ông hát bài gì vậy? Tôi hát bài giờ em đã là vợ người ta, em đã là vợ người ta, anh cũng là vợ người ta, anh cũng là vợ người ta. Ông cũng làm vợ người ta luôn nữa hả? Ê, một hai phai hả cha? Hả? Không dám nha bà. Chứ sao? Trai riêng nha, hot boy nổi loạn đàng hoàng nha bà. Dám rồi. À, tao rồi, tao rồi, tao rồi. Bên gái rồi bà. Ông ơi, ông ngoại. Mời ông ngoại ngồi, ông ngoại ơi. Trời ơi, thằng quỷ sứ này mà nó kêu ông ngoại. Tết năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể, bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai té đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rôm rẹn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng làng, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Mời ơi, ông ngoại ngồi đây đi rồi con lấy nó chanh cho ông ngoại uống nghe, cho giờ cho nó giả rượu bớt nghe ông mời. Trời ông ngoại ơi, ông ngoại. Mẹ già này sinh tật nè. Gì vậy? Già rồi không biết gặp ai cũng kêu ông ngoại ấy. Cái thằng nó trẻ măng thì kêu nó ông ngoại. Bà là bà là làm với bà tuổi tiên. Ấy bà định làm công chúa bong bóng. Bong bóng gì vậy? Bà ông nghĩ không... sao thằng quỷ sứ này bà kêu nó ông ngoại vậy? Đừng có kêu quỷ sứ. Ông quỷ ngoại này của tôi đó. Thằng quỷ là cho ông ngoại vậy? Ông nín đi, ông không biết thì giữa cột mà nghe. Con người không có biết văn chương là cái gì hết trơn, cái gì cũng nói hết trơn á. Ông biết ông Mười đây là cái gì không? Tại vậy? Ông Mười đây á là con của bà cố xoài tôi. Bà cố xoài á là bạn với lại bà cố mít. Bà cố mít á là dòng họ với bà cố mợ của bà cố bòn bon. Rồi bà cố bòn bon đó mới là bà con với lại bà con của cái trái... À đúng. Sao biết hay vậy? Tôi biết cái ông họ bà dòng họ mấy cây mà. Ừ đúng rồi. Mà bà nghĩ sao bà kêu thằng quỷ sứ này là ông ngoại vậy? Cái mặt nó chém ăn nhưng mà ông ngoại cái gì? Bà nghĩ sao bà kêu ông ngoại vậy? Tạm. Ông ngoại nói ra ngoại. Tạm. Nói cho nghe nè. Nói nghe nè. Xí chút xíu nha. Tôi thứ bảy bảy lùng. Chứ không phải là tám. Tám là ba của thằng rể. À rồi bảy đẹp. Bảy lùng. Cái lùng là nó thấp. Còn đẹp là nó không được cao. Tôi lùn chứ tôi không có đẹp. Ông khó quá à, bởi vậy ông khó. Ông ngoại thấy không? Ta nói cái người đẹp không chịu đẹp mà đòi chịu lùn mới ghê chứ. Đúng rồi, bởi vậy. Bởi vậy. Tức cái sao tức? Lùn nó khác, đẹp khác rồi nhưng tôi tên lùn chứ tôi đẹp tức ghê. Bây giờ ông đẹp hay ông lùn vậy á, đúng theo giai giới ông cũng phải kêu tôi bằng ông nội hết trơn á. Đó, thấy không? Cái này tôi tức rồi. Tại sao tự nhiên đúng giai giới tôi với ông, tôi với chú đâu có dòng họ bà con gì, tự nhiên tôi kêu chú bằng là ông ngoại ông nội là sao? Bởi vậy ông không biết lịch sử ngày xưa của cha ông để lại. Trời ơi, cái chuyện đó. Bởi vậy, tôi có lịch sử đây. Ta nói ngu dốt quá, không có văn hóa. Bởi vậy cho nên không hiểu cái gì. Ê, mà xin lỗi bà đến nha, bà đừng thấy cái tướng tôi ngắn, cái người tôi nó lùn mà không có văn hóa, không có học ý là bà nói tôi thất học đó hả? Dễ nghe. Xin lỗi bà nha, học trường Tây đàng hoàng nha. Cái gì? La Santa Pe đàng hoàng nè. Bà nghe tôi sổ tràn tiếng đây nè. Ue la su di, la su di giống là bọt, la bát tí, la bơm, la nho, la ba bô, dơ mê ô, ăn tâm khô, gư lé, ăn tét, la ti ni, ăn cà ri, ê đê cáp, mẹt si bú cù. Nói tôi phát. Ông ngoại ông nghe được tiếng gì không? Sao con nghe tiếng la ba bô không vậy? Tôi nghe được. Đó thấy không? Ông hiểu, tôi hiểu. Ông ngoại bà có học đó, có học. Tôi hiểu. Là sao với ông tôi á, là bà đẹp lắm. Đó. Đẹp rồi, rất xứng với ông. Vậy á, ê, không được đâu.
Thì bây giờ tôi còn giận tất cái chỗ này. Tại sao mà chú nói lịch sử gì mà dòng họ bà con tôi với chú dòng họ bà con gì đâu, chú giải thích tôi nghe coi. Nè, cách đây khoảng 3-4 năm trước. Ừ. Có phải ông bị té giếng không? Vậy cái đó nó vậy, cái đó nó vậy. Tôi không hề té giếng, tôi chỉ lọt giếng thôi. Chứ không bao giờ té giếng. Và đó tôi 1m7, tôi lọt xuống giếng. Bây giờ tôi thủng chân lại còn 1m4. 1m4 là tính luôn đôi giày cao gót đó. Đó đó. Em chị tỉnh cái ghê luôn. Nhưng mà tôi tức chứ. Tại sao tự nhiên mà tôi với chú dòng họ bà con gì, giải thích đi, giải thích đi. Lúc đó là nha, ông bất tỉnh 3-4 ngày. Ủa có vụ đó hả? Có chứ. Rồi sao nữa? Không ai cứu được ông hết. Đúng rồi. Tưởng ông đi đứt luôn rồi. Ờ rồi sao nữa? Nhưng mà lúc đó ông nội mấy ông mới nói vậy nè. Nói sao? Ai mà cứu được ông trong lúc đó đó, ừ, sẽ kích hỉ kim bằng. Kích hỉ kim bằng có dạ, nghĩa là chú lúc đó chú cứu tôi. Tôi ban cho tôi cứu được ông. Là chú kích hỉ kim bằng với ông nội tôi. Thì đó, tôi là bạn của ông, thì ông phải kêu toàn ông nội luôn còn gì nữa. À đúng rồi. Đúng. Đúng vậy. Cái gì vậy? Không bị gì vậy? Không bị gì vậy? Chắc chắn rồi. Hả? Ông nội. Ông nội được không ngại sệt. Trời ơi. Con mời ông nội ngồi. Ông nội rót rượu vô đi. Ông nội tay xanh. Đâu nào ông nội là tên nghĩa kim bằng với ông nội. Rồi đó. Ông nội ơi, một lãi thầy con xin kính bái một chung. Ông nội. Cái gì? Chết mà. Ông ngoại tôi chưa chết là tự nhiên kính bái dữ vậy. À quên. Ông nội, mời ông nội một chén rượu. Cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống qua, qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sao già, cùng ly với bà xuôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Tôi sẽ bả buồn nha. Tự nhiên ông nội rồi mai mối con cho bả cái bả buồn nha. Thôi đừng có buồn nữa. Qua đây đứng dậy, qua đây nè. Qua đây tôi đứng rồi. Sao bà buồn vậy bà? Ông nội định mai mối tôi với bà buồn vậy? Ông nội nói chí lý quá. Thấy tụi nhỏ đó có đôi có sư bạn thì tôi với bà cũng làm bạn với nhau đi. Sao bà buồn vậy? Thôi giờ đứng không rồi. Không phải buồn. Vâng. Mà tại vì tôi khoái. Bà có biết là hồn đã xa vào đôi mắt em. Là bởi vì tôi yêu lắm, thương lắm, xa lắm, chứ đau lắm. Ai buồn em buồn. Thôi đừng ca nữa đi ha. Đừng ca nữa à. Tết nhất nè, dưa hấu cũng có cặp. Dạ. Bánh tét, bánh chưng cũng có cặp. Dạ. Ý em nội nói con với bà là hai cây đèn cày có cặp phải không? Bảy đồng bao à. Chứ cái gì đó. Hai chai rượu. À hai chai rượu, hai chai rượu. Hai chai rượu đi. Hai người nha. Dạ, hai chai rượu nho. À hai chai rượu. Để ta lên đó. Hai chai rượu nho. Được không ông ngoại? Có đâu, hai người nè nhìn kỹ đi. Có nét vợ chồng. Tướng tá giống nhau. Gương mặt giống nhau. Hơi thở, lời nói giống nhau luôn. Wow. Xong cái đám cưới này đi, tôi làm cho hai người luôn được không? Dạ được chứ. Mừng ông qua, xin tới mừng ông nội. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh Tám tôi mời anh một chén. Nè cô Sáu cùng ly ta rót đèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng la. Riêng ly này tôi chúc khai giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Vô xin mời cô bán, ta cùng giải khát cứ uống mừng. Xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha, qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Yeah. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là đầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi
ba xôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Sang năm rồi anh cưới tiếp cái cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi. Ở trọng cô dâu chú rể đang làm lễ mà ở đây sai xỉn hết trơn à. Bởi vậy nhìn thấy chán hết muốn lấy chồng. Không muốn lấy chồng thì thôi ở giá đi cưng. Ờ, để cha đâu mình có vui được rồi anh ra. Ờ,